chương 2281, Đế Long Sơn Trang. Dấu lớn Cát Long là tinh chủ, khẳng định ở tại đế bên trong tòa Long Thành. Trầm tường ở đế bên trong tòa Long Thành đi dạo một vòng, phi thường bất ngờ phát hiện. Hắn có thể ở đây cảm ứng được Long khí tức, lẽ nào nơi này có một con rồng? Trầm tường trong lòng kinh ngạc nói, thần Long tộc hiện tại cũng ẩn giấu đi rồi. Địa Long này tinh hẳn là tồn tại rất lâu những kia thiên tinh bá chủ khẳng định cũng tới chỗ này đi tìm ai bảo hắn lên danh tự như vậy nguyệt nhi nói ra trầm tường đã hỏi thăm được này đế long thành tinh chủ vị trí nơi đó tên là đế long sơn trang đứng ở một cái rộng lớn đường phố cũng có thể xem thấy phía trước có một ngọn núi vậy thì là đế long sơn trang sẽ không phải là nguyệt nhi đột nhiên nghĩ tới điều gì là cái gì trầm tường hỏi cái kia cát long rất vừa ý bích sinh thần liên mà bích sinh thần liên là giải độc sử dụng Liện chế tam liên thần đan tất yếu thần dược mà hắn chịu dứt bỏ cái kia cốt cách thần quả nói rõ hắn cần gấp đến bích sinh thần liên hắn yêu cầu hạt sen muốn có đủ nhiều vậy thì là nói cần giải độc rất sâu rất nặng hoặc là cần tiếp không ít người độc nguyệt nhi nói ra nơi này có long khí nói như vậy nơi này có long lòng sợ nhất một loại độc rồi nghe thấy nguyệt nhi vừa nói như thế trầm tường cũng cảm thấy có thể mà lòng sợ nhất độc đương nhiên chính là hắc long hoa độc Long tiết di lợi hại như vậy chỉ là hút một điểm hắc long hoa độc khói độc liền muốn nửa cái mạng trầm tường bước nhanh đi tới đế long sơn cửa trang trước môn tuy rằng cầm lái nhưng không có ra vào ngọc bài hoặc là không phải thủ vệ người quen biết căn bản không thể đi vào ta muốn gặp tinh chủ cát long ngươi cùng hắn nói bích sinh thần liên hắn liền biết rồi trầm tường nói cho cái kia môn vệ để môn vệ truyền lời trở lại xin chờ một chút cái môn này ở ngoài vội vã rời đi bước tiến của hắn rất nhanh nhìn ra được hắn đối với chuyện này phi thường trọng thị hiển nhiên là cát long đã phân phó cùng bích sinh thần liên chuyện có liên quan đến đều phải nhanh một chút thông báo không bao lâu một vệt bóng đen bỗng nhiên thiểm đến trầm tường cũng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc cát long trực tiếp bay ra hóa ra là trầm huynh nha mau vào cát long vội vã cười nói sau đó mang theo trầm tường tiến vào đế long sơn trang đi tới một cái u tĩnh trong rừng trúc cát huynh quả nhiên không giả cái kia cốt cách thần quả thật sự để ta ngưng ra cốt cách đến trầm tường cười nói ta cát long khẳng định là thật sự ta xưa nay chưa từng lừa người Cát Long cười ha ha, trầm huynh ngươi nếu ngưng ra cốt cách. Như vậy hiện tại cũng phải cố gắng chúc mừng một thoáng. Ta dặn dò người cái nào rượu và thức ăn đến, rất. Nhanh, tử cùng món ăn liền đến, rất nhiều rất phong phú, trầm tường cũng không khách khí. Thử nghiệm mỹ vị thức ăn, cát huynh, ta không hiểu. Này cốt cách thần quả nhất định có thể khiến người ta ngưng ra cốt cách đến. Ngươi tại sao muốn xuất ra đến trao đổi? hơn nữa chỉ cần ăn chín cái cái kia chẳng phải là cũng có thể ngưng ra chín viên cốt cách. Đến, trầm tường cùng cát long khô rồi một chén rượu, hỏi, trầm. Huynh ngươi có chỗ không biết, này cốt cách thần quả cũng rất kỳ quái. Ngoại trừ thứ chín viên cốt cách, cái khác thần cách đều có thể thông qua ăn cốt cách thần quả ngưng đi ra. Tỉ như ngươi lần thứ nhất ăn, chỉ cần ăn một cái cũng nhất định có thể ngưng ra một viên đến. Mà ngưng đệ nhị cốt cách liền cần 500 cái cốt cách thần quả ngừng đệ tam cốt cách thì cần muốn một ngàn, đệ tứ cần một ngàn năm. Cứ thế mà suy ra, cần ở nguyên lai like cơ sở trên tăng cường 500 cho. Cát Long than thở, tuy rằng như vậy, nhưng chỉ cần loại một quãng thời gian loại này trái cây. Cũng có thể ăn ra tám cốt cách đến, chỉ là đến thứ 9 cũng không hiệu quả. Căn bản là không có cách ăn đi ra, ồ. Như vậy cắt huynh các ngươi chẳng phải là rất nhiều loại này cốt cách thần quả trầm tường kinh ngạc nói bọn họ khẳng định đã nếm thử bằng không sẽ không như thế nói trước đây rất nhiều nhưng hiện tại ít đi cát long nói ra lúc đó ta quên nói cho trầm huynh tốt nhất là lưu đến ngưng thứ tám cốt cách thì lại dùng ăn một cái là tốt rồi thực sự là xin lỗi nha không có chuyện gì các ngươi có hay không đã nếm thử đem cốt cách thần quả luyện thành đan như vậy công hiệu biết không sẽ khá hơn một chút trầm tường lại hỏi không được không cách nào luyện thành đan. Chúng ta nơi này một cái có thể luyện chế vương phẩm thần đan lão gia hỏa đã nếm thử rất nhiều. Lần cũng không thể thành công, trả lãng phí hơn một nghìn cái trái cây. Cát Long lắc đầu nói, trầm tường nhất thời có rất lớn hứng thú, người khác không làm được. Hắn thích nhất khiêu chiến, trước cái kia âm dương cửu nghịch thần đan chính là như vậy, Cát. Huynh, người này cốt cách thần quả còn có bao nhiêu? Ta nghĩ là một nhóm, trầm tường cười nói hắn xem cát long dáng vẻ liền biết có không ít bằng không tùy tùy tiện tiện có thể lãng phí hơn một nghìn cái nếu là lấy trước cũng nhiều hiện tại thật sự ít đi cát long lắc đầu nói đương nhiên nếu là trầm tường thật sự muốn ngươi ra cái giá ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi làm một ít cát huynh ngươi mặc dù là tinh chủ nhưng các ngươi toàn thể là một cái thế lực lớn đúng không nhìn dáng dấp trong các người bộ cũng rất hòa thuận trầm tường cười nói cắt huynh phóng khoáng như vậy người chắc chắn sẽ không cùng ai nháo mâu thuẫn đương nhiên chúng ta đế long sơn trang tuy rằng không phải cái gì thiên tinh loại kia mạnh mẽ bá chủ thế lực nhưng chúng ta nhưng rất có nghĩa khí nếu là những thế lực lớn kia muốn đụng đến bọn ta chúng ta bác mệnh cũng phải để bọn họ nguyên khí đại thương không mấy trăm ngàn năm là không khôi phục lại được Cát Long ha ha cười nói, nếu là ta ra tam liên thần đan đây. Trầm tường hỏi, hắn hiện tại màu tím linh châu không hơn nhiều, bất quá nhưng có không ít linh tử. Có thể làm cho cái kia ba thần liên sinh ra hạt sen đến. Cho hắn chút thời gian hắn vẫn có thể làm được, trầm tường nói. Cũng lấy ra một hạt tam liên thần đan. Lần trước hắn vì là đái đông công con gái luyện chế một lò, hắn cho đái đông công hai hạt chính mình lưu lại một hạt quả thật là tam liên thần đan hơn nữa phẩm chất rất cao cát long kinh ngạc nói trầm huynh ngươi là làm sao làm đến ta đã thấy tam liên thần đan nhưng phẩm chất nhưng không bằng tốt của ngươi trầm tường cười nói đương nhiên là chính ta luyện chế lần trước ở giao dịch hội thời điểm những cốt cách thần đan đó đều là ta một người luyện chế ta cũng là cái đan thần lợi hại cát long đối với trầm tường giơ ngón tay cái lên xem ra ngươi muốn so với chúng ta cái kia luyện chế ra vương phẩm thần đan lão quỷ cường hơn. Nhiều, thế nào, ta này hạt tam liên thần đan có thể đổi lấy bao nhiêu cái cốt cách thần quả. Trầm tường hiện tại cũng muốn dùng cốt cách thần quả đến thử xem có thể hay không luyện thành. Đan, nếu như hắn kiên trì một điểm, dùng màu tím linh châu đi phục chế vẫn là có thể. Chỉ có điều vậy cần rất nhiều thời gian, 10 cái. Cát Long nói ra ta liền biết cát huynh có không ít ngươi xem này không trầm tường cười nói ta cũng không thể tùy tiện nắm cốt cách thần quả chúng ta cũng một thân cây thời gian sử dụng trận pháp gia tốc mới có thể kết ra đến nhiều năm qua chúng ta cũng tiêu hao địa tâm rất nhiều năng lượng vì lẽ đó hiện tại gia tốc trở nên vô cùng chậm chậm không trước đây nhiều như vậy cát long nói ra cát huynh các ngươi nơi này có phải là có rồng Trầm Tường vừa hỏi xong, Cát Long cũng cảnh giác lên. Trong ánh mắt mang theo một tia địch ý, không cần lo lắng. Ta biết Long tình huống bây giờ. Bất quá ta không giống những tên khốn kiếp kia như vậy muốn bắt các ngươi, thành thật mà nói. Ta có cái thê tử chính là Bạch Long, nàng bởi vì chúng rồi hắc long hoa độc. Vì lẽ đó ta thật xa chạy tới tinh pháp thần vực tìm kiếm Tam Liên thần đan thần dược. Ta khổ cực tìm tới sau, đã luyện chế thành công gia Tam Liên Thần Đan. Đồng thời vì nàng giải độc, Trầm Tường liền vội vàng nói. Chương 2282, tự nhiên thần quả. Dấu lớn nghe thấy Trầm Tường mặt sau, Cát Long sắc mặt trở nên hòa hoãn rất nhiều, xem. Gia Trầm huynh đã đoán được chúng ta một ít chuyện. Cát Long hít một tiếng, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Trong cơ thể ta nắm giữ thần long tộc huyết mạch, bất quá ta là nhân loại, ta có một cái nghĩa muội cùng cắt huynh như thế. Trầm tường gật đầu cười cợt lạnh u lan trong cơ thể bạch long huyết thống cũng là rất cường. Hãn, hắc long hoa độc chỉ có những tên khốn kiếp kia mới có. Người nếu là đến từ tinh pháp thần vực ở ngoài xa xôi thế giới, đó là làm sao chúng độc? Lẽ nào là những tên kia thật xa chạy tới hạ độc? Cát Long nói ra, nghe ngữ khí của hắn. Liền biết hắn đối với những kia hạ độc người phi thường thống hận, trầm tường gật gật đầu hắn lúc trước thôn phệ người kia ký ức cũng chỉ là biết bọn họ bị một đám đến từ tinh pháp thần vực người ủy thác lại đây nhưng cũng không biết cụ thể là ai ta lúc đó chỉ biết đám người kia là tinh pháp thần vực phái tới ta đi tới tinh pháp thần vực mới đối với thế lực của nơi này hơi có hiểu rõ trầm tường nói ra đồng thời ta cũng nghe nói thần long tộc sự tính dù sao thê tử của ta là bạch long nàng hẳn là cũng coi như là thần long tộc một thành viên Bây giờ nhìn lại, cắt huynh ngươi nơi này có không ít chúng độc long đi, bạch. Long có thể là phi thường hy hữu, ở tinh pháp thần vực thần long tộc cũng không từng xuất hiện. Bất quá truyền tống bên trong đúng là từng có, đều ở những nơi khác. Cát Long lúc này đối với trầm tường đã không lại như vậy cảnh giác thần. Long tộc quả thật bị bọn họ hạ độc có thật nhiều mạnh mẽ lão thần Long đều trúng độc. Hiện nay đều bị đóng băng lại, chúng ta những này Long tử Long tôn chỉ có thể khắp nơi bôn ba tìm kiếm giải độc thần đan. Cát Long than thở, như, vậy các ngươi hiện tại muốn nhưng bao nhiêu hạt tam liên thần đan? Trầm tường cầm trong tay cái kia hạt tam liên thần đan đưa tới, ngươi tạm thời cầm đi, cát. Long sau khi nhận lấy, cho trầm tường 10 cái cốt cách thần quả, nói ra. Chúng ta đại khái còn cần 30 hạt này không phải là một con số nhỏ. Đương nhiên, nếu là có cái khác có thể giải độc thiên phẩm thần dược. Hoặc là thần đan cũng là có thể. Giải Hắc Long Hoa Độc Tam Liên Thần Đan là tối tốt đẹp ta. Nếu để cho các ngươi 30 hạt Tam Liên Thần Đan, các ngươi có thể hay không cho ta 300 cái cốt cách thần quả? Trầm Tường hỏi, hắn cảm thấy này không phải rất khó, hắn cũng không cần phục chế thần liên. Chỉ cần thông qua linh tử cùng lục đạo thần bôi đối với ba loại thần liên tiến hành thúc, cũng có thể làm cho thần liên ngưng ra hạt sen đến, chỉ cần dùng hạt sen cũng có thể luyện chế tam liên thần đan, hơn nữa hắn một lò chả có thể ra đan nhiều hạt nếu là trầm huynh có thể trong khoảng thời gian ngắn giúp chúng ta cho tới 30 hạt tam liên. Thần đan, chúng ta có thể cho ngươi 500 cái cốt cách thần quả. Cát Long nói ra tuy rằng ta vẫn không có bẩm báo lên trên. Nhưng bọn họ nhất định sẽ đáp ứng, được trong thời gian ngắn, là bao nhiêu ngày. Trầm tường lúc này đã để Nguyệt Nhi đi trồng linh tử chỉ cần dùng màu tím linh châu pha loãng đến trong nước đúc linh tử. Cũng có thể liên miên trồng ra đến, tốc độ rất nhanh, trong vòng một năm. Cát Long nói ra, lúc này trong lòng hắn cũng là rất kích động. Nếu là trầm tường có thể giúp bọn hắn cho tới nhiều như vậy tam liên thần đan. Như vậy thần long tộc lão long rất nhanh sẽ có thể mở ra hắc long hoa độc thần long tộc không? Có mạnh mẽ lão long tọa chấn, làm cho cả thần long tộc đều thấp thỏm lo âu. Trung quanh trốn đằng đông nấp đằng tây rất nhiều năm trầm tường cũng nghe nguyệt nhi đã nói tứ đại trong thần tộc chỉ có thần long tộc sức chiến đấu đáng sợ nhất trước nguyệt nhi liền cảm thấy phi thường nghi hoặc thần long tộc tại sao không có phản kích hiện tại xem như là rõ ràng nguyên lai like đều chúng rồi hắc long hoa độc được trong vòng một năm nhất định có thể cho ngươi thần dược ta có ta hiện tại chỉ cần bế quan một quãng thời gian liền có thể trầm tường cười nói, cát huynh có thể hay không giúp ta sắp xếp một hoàn cảnh tốt một chút địa. Phương luyện cho ta đan, cát long kinh ngạc nói, chính ngươi một người. Trong vòng một năm liền muốn luyện chế ra 30 hạt tam liên thần đan sao? Vậy cũng là vương phẩm thần đan nha, qua. Nhiều năm như vậy, cát long bọn họ đều đang khắp nơi tìm kiếm tam liên thần đan. Cho nên đối với tam liên thần đan hiểu rõ vô cùng tự nhiên biết tam liên thần đan không tốt luyện chế, bọn họ nhận thức không ít đan thần. Đều đã nói luyện chế một lò tam liên thần đan, ngắn nhất cần mấy tháng, nếu là thời gian dài. Mấy năm đều rất bình thường, có hơn 10 năm. Hơn trăm năm mới có thể luyện chế ra đến, mà trầm tường chính mình một người. Trong vòng một năm liền muốn luyện chế 30 hạt, ở cát long nhận thức bên trong. Điều này cần luyện chế 30 lô mới được ta một người có thể hành các ngươi trang bị thật cốt cách thần quả cho ta là có thể rồi trầm tường cười ha ha nhanh mang ta đi luyện đan đi cát long mang trầm tường đi tới đế long sơn trang một chỗ khá là yên tĩnh bên trong khu nhà nhỏ ta biết phân phó không khiến người ta tới gần nơi này trầm huynh ngươi cũng an tâm luyện đan đi cát long nói xong cũng vội vã rời đi hắn lúc này muốn đi cùng mình tộc nhân thương lượng một chút chuyện này trầm tường tiến vào trong viện để Nguyệt Nhi bắt đầu thúc cái kia ba loại thần liên. Để thần liên nhanh lên một chút mọc ra hạt sen đến, hắn muốn luyện chế ra 30 hạt tam liên. Thần đan cũng chỉ là cần luyện chế 10 lô mà thôi. Chỉ cần ba loại thần liên phân biệt ngưng ra 10 hạt hạt sen đến cũng được rồi. Trong vòng một năm hoàn toàn có thể, bởi vậy, hắn cũng có thể đổi đến 500 cái cốt cách thần quả nếu là hắn muốn phục chế 500 cái cốt cách thần quả, còn không biết muốn đến cái gì năm nào tháng nào, Nguyệt. Nhi, người trước tiên thúc những kia thần liên. Ta hiện tại thử một chút xem có thể hay không đem cốt cách thần quả luyện chế thành thần đan. Trầm tường nói ra, hắn luyện chế tam liên thần đan chỉ có thể càng lúc càng nhanh. Chỉ cần có đầy đủ thần dược, hắn lập tức liền có thể luyện chế. Mà hiện tại Nguyệt Nhi muốn thúc thần liên, còn có một đoạn trống không thời gian. Trên tay hắn cũng có 10 cái cốt cách thần quả vì lẽ đó hắn trước hết thử xem luyện chế cốt cách thần quả, Nguyệt Nhi cười nói. Nếu như có thể luyện chế ra thần đan, này lại gọi là gì thần đan? Cũng không thể cũng gọi là cốt cách thần đan đi, luyện. Chế ra đến lại nói, nhìn dáng rất thật không tốt luyện chế. Trầm tường lấy ra sáng thế thần lô, đem một cái cốt cách thần quả ném vào. Chỉ là vừa phóng thích hỏa diễm, cái kia cốt cách thần quả dĩ nhiên cũng hóa thành khí vụ hòa vào trong ngọn lửa, để hỏa diễm trở nên càng thêm dồi dào, mẹ kiếp. Trầm tường không khỏi chửi nhỏ lên, điều này thực để hắn không nghĩ tới nha. Này cốt cách thần quả lại như thế e ngại hỏa diễm. Chỉ là vừa chạm được hỏa diễm sẽ không có trầm tường trước ăn cốt cách thần quả thời điểm liền. Biết cốt cách thần quả phi thường yếu đuối. Hàm răng nhẹ nhàng một cắn cũng có thể cắn xuống đến. Cùng phổ thông hoa quả không có khác biệt gì. Vì lẽ đó hắn đang giải phóng hỏa diễm thời điểm cũng tận lực thả ra yếu nhất hỏa diễm đến, nào? Có biết, mặc dù là yếu nhất hỏa diễm, cốt cách thần quả đụng vào đến cũng lập tức hóa khí. Như thủy như thế, làm sao? Nguyệt Nhi nhìn thấy trầm tường sắc mặt vội vàng hỏi, "Không? Còn cái kia cốt cách thần quả lãng phí, không nghĩ tới đã vậy còn quá yếu đuối. Hỏa diễm nhẹ nhàng đụng vào cũng bị bốc hơi lên." Trầm tường nói ra, "Ta đến ngẫm lại xem." muốn làm sao mới có thể ứng đối loại tình huống đặc thù này, trước đây cũng chưa bao giờ gặp. Tà hỏa diễm ở ta dưới sự khống chế, sản sinh nhiệt lượng phi thường thấp. Mặc dù là chỉ đụng tới, trong thời gian ngắn cũng sẽ không bốc cháy lên, thế. Nhưng này cốt cách thần quả lại hết sức quỷ dị. Như là có thể tự giác hấp thu lượng lớn hỏa diễm tiến vào trong cơ thể chính mình sao sao, tuy. Rằng vừa nãy luyện chế thời gian rất ngắn, nhưng trầm tường vẫn là phát hiện rất nhiều chuyện chương 2283, bốn thú lăng mộ. Dấu lớn trầm tường nhắm mắt từ thiên luyện thần thuật bên trong tìm kiếm biện pháp giải. Quyết nếu là không tìm được, hắn hiện tại cũng không thể vào triển xuống, luyện đan thời điểm. Cần tinh chuẩn thông thạo khống chế hỏa diễm. Đem vật liệu bên trong năng lượng luyện hóa đi ra, lưu lại tinh hoa bộ phận. Đem tạp chất toàn bộ đốt cháy. Thế nhưng này cốt cách thần quả căn bản sẽ không cho luyện đan sư cái này hầu như hắn có thể chính mình dẫn nhiên chính mình để cho mình nhanh chóng thiêu sử dụng trước huyễn hỏa thử một chút xem có lẽ có dùng trầm tường trong lúc nhất thời cũng không cách nào từ thiên luyện thần thuật bên trong tìm tới thích hợp giải quyết pháp môn không thể làm gì khác hơn là trước tiên dùng chính mình cảm thấy có thể được thủ đoạn hắn triển khai huyễn hỏa sau khi bên trong lò luyện đan bộ phi thường yên tĩnh ngay khi trầm tường cảm thấy có hy vọng thời điểm cốt cách thần quả đột nhiên đột nhiên giấy lên đến trong chớp mắt cũng biến mất không còn tăm hơi lại lãng phí một cái trầm tường vô cùng không nói gì này cốt cách thần quả hầu như chính là đụng tới hỏa diễm cũng không còn hắn căn bản không biết muốn làm sao ra tay nếu là không cần hỏa diễm hắn lại không biết muốn làm sao luyện chế hắn hiện tại cũng không còn dám thử nghiệm chỉ có thể kế tục từ thiên luyện thần thuật bên trong tìm kiếm phương pháp giải quyết. Hắn như thế một tìm chính là 10 ngày, nhưng không có bất cứ manh mối nào. Làm cho cả người hắn đều trở nên phi thường buồn bực, lẽ nào cốt cách thần quả thật sự không cách nào luyện thành thần đan? Trầm tường tự hỏi, thiên, luyện thần thuật không phải nói có thể luyện chế thiên hạ vạn vật sao? Khẳng định có biện pháp, chỉ là chính ngươi không có tìm được nguyệt nhi cười nói hiện tại đã có ba phân luyện chế tam liên thần đan thần dược người muốn bắt đầu luyện chế hay chưa trầm tường gật gật đầu lấy ra cho ta đi trước tiên luyện chế tam liên thần đan tĩnh tĩnh tâm trước hắn luyện chế âm dương cửu nghịch thần đan cùng tam liên thần đan thời điểm đều gặp phải vấn đề rất lớn đều cuối cùng đều có thể có một chút manh mối có thể hiện tại này cốt cách thần quả nhưng một đầu tự đều không có bất luận hắn làm sao suy nghĩ, cũng không biết nên ứng đối như thế nào, trong chớp mắt. Mười ngày lại qua, trầm tường luyện chế thành công ra 12 hạt tam liên thần đan. Hắn hiện đang luyện chế thời điểm, có thể một lò ngưng đan bốn hạt. Đối với điểm ấy chính hắn phi thường hài lòng, này có thể coi là không nhỏ đột phá. Nếu là như trước một lò luyện chế ba hạt, hắn bây giờ cũng chỉ có thể được chín hạt mà thôi, hiện tại chỉ cần 10 ngày thời gian. Nguyệt Nhi cũng có thể làm ra ba phân thần dược, vì lẽ đó Trầm Tường vừa hoàn thành ba lô. Lại muốn bắt đầu luyện chế, đại khái ba tháng, Trầm Tường luyện chế tám lô tam liên thần đan. Mỗi lô bốn hạt, tổng cộng là ba mươi hai hạt còn. Muốn tiếp tục hay không luyện chế cốt cách thần quả? Nguyệt Nhi hỏi, không. Được, không có chỗ xuống tay, đi luyện chế cũng chỉ là lãng phí cốt cách thần quả. Trầm tường nói ra, đi ra ngoài trước đổi lấy cái kia 500 cái cốt cách thần quả lại nói hơn nữa ta trước đã nói ba tháng cũng phải đi về chờ trở về sơn trang nói sau đi trầm tường đi ra sân tìm tới cát long vẫn chưa tới một năm trầm tường ngươi cũng đi ra có phải là quá muộn cát long ha ha cười nói đương nhiên không phải ta vội vã phải đi về đây đây là ba mươi hạt tam liên thần đan ngươi cốt cách thần quả đã chuẩn bị tốt hay chưa trầm tường cười nói cát long kinh hãi chỉ là khoảng ba tháng thời gian cũng luyện chế ra 30 hạt tam liên thần đan. Cát Long khó có thể tin tưởng được đây là thật sự cái này. Ta có thể nhìn sao? Cát Long không thể tin được, trầm tường lấy ra một cái hộp ngọc đưa tới trước mặt hắn. Cát Long nắm đi tới nhìn một chút, kinh ngạc đến hít sâu một hơi, quả nhiên là thật sự. Đây thực sự là ngươi ở trong vòng 3 tháng luyện chế. Ngươi là làm sao luyện chế? Ta trước nói cho chúng ta trong tộc ông lão ngươi trong vòng một năm muốn luyện chế 30 hạt tam liên thần đan hắn đều hô không thể mà hiện tại ngươi sớm rất nhiều ba tháng cũng quyết định ta đương nhiên là dùng lò luyện đan luyện chế trầm tường cười nói ta nhưng là rất lợi hại đan thần cùng ngươi gặp những đan thần đó không giống đúng rồi cắt huynh ngươi cốt cách thần quả đây sẽ không không có chuẩn bị kỹ càng đi có phải là ta luyện chế đến quá nhanh chuẩn bị kỹ càng rồi cát long vội vã đưa cho trầm tường một cái túi đựng đô chính ngươi đếm xem đi, trầm tường nhận lấy đếm một thoáng, tổng cộng là 500 cái cát. Huynh, ngươi biết ba tháng qua vạn cổ sơn đều chuyện gì xảy ra sao? Trầm tường hỏi, bởi vì tử nguyên tông trưởng giáo chết nơi này vạn cổ sơn. Sau khi nhất định sẽ có việc phát sinh, cái này mà. Ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, đều qua ba tháng, vạn cổ sơn lại gió êm sóng lặng. Thật rất không bình thường nha. Nếu chúng ta là tử nguyên tông, đã sớm giết tới đem vạn cổ sơn san bằng chiếm lấy toàn bộ vạn cổ thiên tinh cát long nói ra có thể bất kể là từ nguyên tông vẫn là vạn cổ sơn đều không có động tĩnh gì lại như là chưa từng xảy ra chuyện gì như thế trầm tường cũng cảm thấy rất quái lạ hắn nói ra như vậy ta trước hết cáo từ lần sau ta nhưng cốt cách thần quả thời điểm trở lại tìm cắt huynh ngươi trầm huynh ngươi ở vạn cổ thiên tinh nơi nào ta nếu là muốn tìm ngươi muốn làm sao liên hệ hiện tại cát long đã biết trầm tường là một cái phi thường đáng sợ đan thần tại thương vân thành có một cái sơn trang người đi nơi nào tìm ta là được bất quá có muốn hay không báo tên của ta chỉ nói tìm trưởng giáo liền có thể trầm tường nói ra trưởng giáo được cát long cảm giác mình có thể biết được trầm tường như vậy đan thần cũng coi như là rất lớn vận may có thể ở trong thời gian ngắn như vậy cũng giải quyết bọn họ rất nhiều năm đến đều không làm nổi sự tình, trầm tường rời đi địa long tinh, trở về chính mình sơn trang, ngô. Trưởng lão, ta trước đều ở địa long tinh, cư ta hiểu rõ. Tử Nguyên Tông cũng không có động tĩnh gì, mà vạn cổ sơn cũng là như thế, đây là vì sao? Trầm tường sắp tới, lập tức tìm tới ngô chi. Hỏi dò chuyện này, ngô chi trả ở làm những kia công pháp, hắn nhìn thấy trầm tường đi tới. Liền vội vàng đứng lên, nói ra, cái khác thiên tinh cùng các thế lực lớn đối với này cũng rất là không rõ, nhưng ta nhưng thông qua ta phân thân hiểu rõ đến rất nhiều nội tình đây. Quả nhiên có kỳ lạ nha. Trầm Tường ngồi xuống, rất đơn giản, Vạn Cổ Sơn lo lắng chịu ảnh hưởng. Đan Thần Viện cùng trưởng lão viện đều nhất trí đồng ý nhập vào Tử Nguyên Tông. Đồng thời Vạn Cổ Thiên Tinh cũng là Tử Nguyên Tông. Qua một thời gian ngắn Tử Nguyên Tông sẽ phái người tiếp quản Vạn Cổ Sơn. Đồng thời người kia trả sẽ trở thành Vạn Cổ Sơn trưởng giáo. Ngô Chi nói ra, bởi vậy, vạn cổ sơn sẽ không bị tử nguyên tông công kích. Đám người kia cũng không tổn thất gì, có thể kế tục hết ăn lại năm. Mà tử nguyên tông cũng không cần làm lớn chuyện, phải đến vạn cổ thiên tinh. Trưởng khống vạn cổ sơn, bọn họ đều cảm thấy rất tính ra, vạn. Cổ sơn đám kia ngu xuẩn, thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Vạn cổ sơn bị tiếp quản sau khi, bọn họ sau đó chắc chắn sẽ không có cái gì ngày sống dễ chịu đặc biệt những kia thực lực yếu ớt nội môn đệ tử trầm tường cười lạnh nói trưởng giáo ngươi kế hoạch ban đầu chính là muốn đem vạn cổ sơn đánh xuống đi bây giờ nhìn lại phải biến đổi đến mức càng khó ngay khi mấy ngày nay tử nguyên tông sẽ lục tục phái thế lực của chính mình lại đây tiếp quản vạn cổ thiên tinh khá là phồn hoa địa phương đến thời điểm sẽ tới không ít đỉnh cao thần đế ngô chi nói ra chương 2284, tinh không huyết ma. Dấu lớn tử nguyên tông lại đây, trầm tường cũng không cảm thấy này gây bất lợi cho hắn. Hắn trái lại cảm thấy này rất tốt không? Có chuyện gì, ngược lại dù như thế nào? Chúng ta cuối cùng cũng phải đối mặt hết thảy mạnh mẽ thiên tinh thế lực. Coi như tử nguyên tông không tới. Chúng ta đang không có thực lực tuyệt đối trước cũng không thể manh động. Bằng không rất dễ dàng sẽ bị cái khác thiên tinh bá chủ liên hợp lại tiêu diệt trầm tường cười nói chúng ta kế tục ám phát triển chỉ cần chúng ta bên này có thể có mấy cái đỉnh cao thần đế đến thời điểm chúng ta cũng có thể làm điểm đối kháng chuyện của bọn họ ngô chi gật gật đầu đúng rồi nếu là ngưng ra bảy cốt cách đệ cũng nói cho ta ta cho bọn họ ăn một cái quả có thể làm cho bọn họ lập tức ngưng ra thứ tám cốt cách đến trầm tường nói ra trưởng giáo ta hiện tại chính là bảy cốt cách Ngô Chi gấp giọng hỏi, thật sự có thần kỳ như vậy quả, ăn cũng có thể ngưng cốt cách trầm. Tường gật đầu nói, bất quá chỉ có thể ăn được thứ tám cốt cách. Lần thứ nhất ăn chỉ cần ăn một cái, cũng nhất định có thể ngưng ra cốt cách đến. Ngoại trừ đệ cốt cách, hắn lấy ra một cái cốt cách thần quả đưa cho Ngô Chi. Ăn trước xuống đi, chờ ngô trưởng lão ngươi thứ tám cốt cách thần hồn tìm kỹ suy nghĩ thêm đệ. Cốt cách ừm. Ngô Chi vẫn còn có chút không thể tin được, ăn cũng có thể ngưng cốt cách đến. Qua nhiều năm như vậy, hắn ngưng cốt cách thì mỗi lần đều cần rất lâu. Hơn nữa, rất thống khổ, trưởng giáo, người đầu cốt cách tìm tới thần hồn à. Ngô Chi hỏi, vẫn, không có ta đi địa long tinh chính là làm cái này ngoạn ý. Trầm tường cười nói, ta có một số việc muốn hỏi một chút ngô trưởng lão, hỏi. Đi ta biết chắc sẽ nói cho người biết. Ngô Chi đem cốt cách thần quả thu hồi đến, lấy ra một cái trong suốt quả cầu thủy tinh. Hắn suy đoán trầm tường muốn hỏi sự tình khả năng cần hắn cùng thêm cái phân thân thành lập. Liên hệ ta nghe nói tinh pháp thần vực đã từng từng có thanh long, bạch hồ. Chu tước cùng huyền vũ, loại này bốn loại thần thú, đúng không? Trầm tường hỏi, không biết bây giờ còn có không có, nam. Đó ở tinh pháp thần vực này bốn thần thú, hiện tại đều không tồn tại khi làm một thế giới phát triển đến ổn định thời điểm bọn họ cũng sẽ chết đi hắn tuổi thọ cũng là có hạn cũng không phải trường sinh bất tử ngô chi nói ra chúng ta bất tử thần tộc cũng đối với bốn thần thú có rất tường tận ghi chép bao vây bọn họ ở nơi nào chết đi ta cần những tài liệu này trầm tường nói ra bọn họ nếu là chết đi hẳn là còn có thể có món đồ gì để lại đi có là khẳng định lúc trước những kia thiên tinh bá chủ nắm lấy tộc nhân của chúng ta cũng dùng cực hình bức hỏi bọn họ bốn thần thú chết ở nơi nào. Còn có hay không tiết lộ ra ngoài, ta cũng không rõ ràng. Ngô Chi thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía Trầm Tường, chăm chú hỏi, "Trưởng giáo, ngươi có thể nói cho ta ngươi tại sao muốn tìm này bốn thần thú lăng mộ à ta? Cần thần hồn của bọn họ hòa vào ta cốt cách." Trầm Tường thành thật trả lời, "Những này cốt cách là vì hắn đầu khác một viên cốt cách chuẩn." bị, được rồi, chỉ có điều bốn thần thú lăng mộ không tốt đi vào. Này liên tộc nhân của chúng ta cũng không biết. Chúng ta chỉ biết bốn thần thú lăng mộ đều là một đám rất kỳ quái gia hỏa kiến tạo. Ngô Chi đầu ngón tay điểm ở trầm tường mi tâm. Đem cùng bốn thần thú lăng mộ vị trí nói cho trầm tường, rất kỳ quái gia hỏa, là nhân loại à? Trầm tường tò mò hỏi, không biết bọn họ có phải loài người hay không? chúng ta biết đám người kia rất hung tàn hơn nữa có nhân loại dung mạo nhưng hành vi của bọn họ nhưng không hề giống là người ngô chi nói ra tỉ như bọn họ săn giết dị thần thú thời điểm đều sẽ trực tiếp xé ra ra nuốt sống nếu là bắt được người cũng sẽ bị ăn tươi nuốt sống hơn nữa thực lực của bọn họ rất mạnh bọn họ sử dụng cũng không phải thần lực không phải thần lực trầm tường kinh ngạc nói lẽ nào là sức mạnh của thân thể không được cũng không phải sức mạnh của thân thể nói chung bọn họ coi như không có đầu cơ thể bọn họ lộn xộn cũng sẽ bùng nổ ra rất mạnh lực lực lượng nói chung đó là một loại rất quái lạ lực lượng ta cũng không rõ lắm này đều là trong tộc lão bối nói cho chúng ta ngô chi nói ra trầm tường hiện tại đã biết được bốn thần thú lăng mộ vị trí hắn đầu hai viên cốt cách một trong số đó viên muốn hòa vào sinh sát thần hồn mà mặt khác một viên hắn quyết định hòa vào năm đạo thú thần hôn thứ tư nói chính là bốn thần thú lúc trước hắn đan điền âm dương đồ trận trên có ngũ tôn thú như chính là một con voi lớn hiện tại cũng vẫn như cũ như vậy hắn cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm cái kia voi lớn thần hôn vì lẽ đó chỉ có thể trước tiên đem bốn thần thú tìm tới nếu là là kỳ lân thú tượng vậy thì dễ làm rồi tại sao không phải đây Trầm tường đối với này cũng cảm thấy phi thường không rõ, ngô chi về mật thất đi ăn cốt cách. Thần quả, trầm tường đi tìm phong vũ hàn huyên một thoáng thiên. Cũng trở về trong mật thất đi luyện chế cốt cách thần đan, thời gian một tháng. Trầm tường luyện chế không ít cốt cách thần đan, trên dưới cấp bậc đều có thái phẩm hơi ít. Hắn đem giao cho đái đông công, sau đó cùng mấy cái trưởng lão chào hỏi. Cũng rời đi vạn cổ thiên tinh, trầm. Tường rời đi vạn cổ thiên tinh, là muốn đi tìm tìm bốn thần thú lăng mộ đều ở nơi nào? Nguyệt Nhi hỏi, ta đối với tinh pháp thần vực vẫn tương đối quen thuộc. Hơn nữa ta có thể cảm ứng ngôi sao ở rất xa xôi chết tinh chi, bất tử thần tộc cũng chỉ là biết một cách đại khái. Trầm Tường nói ra, hiểu được tìm a. À, Nguyệt Nhi kinh hô, chết tinh chi, tinh pháp thần vực chết tinh tối hơn nhiều. Cũng không thể từng viên một tìm đi, có một cách đại khái phạm vi, đúng rồi Nguyệt Nhi, nếu như là chết tinh. Người có thể cùng chết tinh thành lập liên hệ à? Trầm tường hỏi, không? Thể, chết tinh chính là chết, mặc kệ có bao nhiêu to lớn. Chỉ cần là chết sẽ không có tinh linh ở bên trong, ta không cách nào cảm ứng được đến. Nguyệt Nhi nói ra, nếu là có một cách đại khái phạm vi, như vậy cũng không phải rất khó, trầm. Tường thông qua vạn cổ thiên tinh truyền tống đến một chỗ dài ngôi sao sau đó sẽ thông qua này địa giai ngôi sao đi tới huyền giai ngôi sao chỉ có những ngôi sao này có truyền tống trận đón lấy hắn liền muốn ở bầu trời sao vô tận chi vượt qua loại này thần thú ngôi sao không nên là hết hy vọng mới đúng mặc dù là thi thể của bọn họ cũng có thể làm cho chết tinh sản sinh tinh linh nguyệt nhi hỏi trầm tường người hiện tại muốn đi cái gì thần thú lăng mộ thanh long trầm tường sử dụng không gian phong rất nhanh sẽ rời xa cái kia viên huyền giai ngôi sao tiến vào hắc ám tinh không vùng tinh vực này ta đã tới lúc trước ta chả ở chỗ này gặp phải khá là chuyện quái dị nguyệt nhi đột nhiên kinh hô người muốn cẩn trọng một chút cái gì chuyện quái dị trầm tường chỉ là lo lắng ngô chi nói tới loại kia kỳ quái gia hòa hắn đối với này cũng thật tò mò có thể giúp bốn thần thú kiến tạo lăng mộ nhưng bản thân nhưng rất hung tàn vừa nghe liền biết bọn họ bị truyền vào một loại nào đó sứ mệnh bên này có một loại tinh không huyết ma lại như đột nhiên nhô ra khát máu đồ vật đây là không nhìn thấy ban đầu ta gặp phải không ít hơn nữa còn bị đuổi rất xa một đoạn đường loại này ra hỏa cũng có thể qua lại không gian đuổi bắt ngươi sau đó không biết làm sao loại kia ra hỏa lại đột nhiên chết rồi vậy cũng là rất khó giết chết Nguyệt Nhi nói ra, cái vấn đề này quấy nhiễu ta rất nhiều năm đây. Chương 2285, Huyết Ma xuất hiện. Dấu lớn trầm tường nghe thấy Nguyệt Nhi nói tới ngôi sao gì không huyết ma. Hắn lập tức dừng lại, hắn biết như ở loại này tinh vực chi là gặp nguy hiểm. Nhưng hắn cảm thấy mặc dù có nguy hiểm, chính mình cũng có thể sớm cảm thấy được. Có thể này ngôi sao gì không huyết ma nghe tới phi thường lợi hại, không thấy hình bóng tinh. Không huyết ma trầm tường hỏi ẩn núp ở hắc ám tinh không một loại đặc thù linh thể bọn họ sơ kỳ hình thái không có thân thể chỉ là không nhìn thấy mỏ không được linh thể đi khắp ở tinh không chi chuyên môn lặng lẽ bám vào nhân loại cùng thú loại trên người lặng lẽ hấp huyết hấp huyết thời điểm ngươi không cách nào phát hiện bọn họ chờ ngươi phát hiện thời điểm trên người ngươi dòng máu trong nháy mắt thiếu rất nhiều nguyệt nhi nhớ lại chuyện này âm thanh mang theo vẻ run rẩy năm đó ta cũng bị hấp không ít huyết suýt chút nữa cũng bị hút khô rồi này đáng sợ ngươi làm sao không nói sớm một chút trầm tường nhìn chung quanh tâm cũng là chít bông phải biết nguyệt nhi năng lực nhận biết mạnh phi thường liền nàng cũng không thể phát hiện những người khác cũng rất khó phát hiện còn chưa tới khu vực kia đây ở đây vẫn là rất an toàn bất quá coi như đi đến ta cũng không thể cảm ứng được tinh không huyết ma tồn tại đúng là ngươi sử dụng đạo tâm nhãn Nói không chắc cũng có thể trực tiếp nhìn thấy. Nguyệt Nhi nói ra, năm đó ta cùng ngôi sao câu thông. Biết được tinh không huyết ma thích nhất ẩn giấu khu vực chính là địa phương tối tăm nhất trầm. Tường lúc này ngay khi vũ trụ mênh mông chi, ngôi sao cùng giữa các vì sao cách xa nhau đại đa số đều là rất xa. Mà chỉ có một bộ phận rất nhỏ ngôi sao mới biết phát sáng, đại đa số ngôi sao đều là tử tinh bản thân không có ánh sáng, nếu là rời xa nắm giữa ánh sáng ngôi sao. Những khu vực kia đều sẽ phi thường hắc ám, trầm tường bây giờ có thể nhìn thấy đến từ bốn. Phương tám hướng ánh sao, mặc dù có chút lờ mờ. Nhưng nhưng sẽ không để hắn vị trí khu vực này đen kịt một màu, loại. Này tinh không huyết ma là làm sao sinh ra, bọn họ lấy linh thể trạng thái. Lại cũng có thể hấp huyết. Trầm tường lúc này cũng đối với tinh không huyết ma tương đối hiếu. Kỳ ta cũng không biết, ta hỏi qua chúng ta tinh nguyệt thần tộc ông lão. Bọn họ đối với này cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ biết tinh không huyết ma có chút sợ quang. Hấp huyết tu hành đến nhất định thời điểm sẽ ngưng ra thân thể. Hơn nữa những này tinh không huyết ma tuổi thọ cũng rất dài, hầu như là vĩnh sinh bất tử. Chỉ là sự tồn tại của bọn họ quá mức bí ẩn, có lúc ngươi coi như đi đến hắc ám địa phương. Cũng rất khó tìm đến. Nguyệt Nhi nói ra, chỉ có xui xẻo lúc về đến nhà. Mới sẽ ở tinh không chi gặp phải, biết bọn họ ngưng ra thân thể sau khi sẽ biến thành dạng à. Trầm Tường đối với này rất là hiếu kỳ cười nói. Thật muốn chảo một hai con đến nghiên cứu một chút vật. Này rất đòi mạng, vẫn là không muốn đi chạm được, miễn cho sẽ bị hấp thành người khô. Nguyệt Nhi nói ra, chúng ta trong tộc ông lão cũng không biết bọn họ ngưng ra thân thể dạng bất quá những lão đầu kia nói rồi bất tử thần tộc đối với những thứ đồ này nghiên cứu tương đối sâu bất tử thần tộc rất sớm đã tồn tại so với cái khác ba cái thần tộc muốn sinh ra đến càng sớm hơn trầm tường tiếp tục hướng phía trước đi hắn cũng không biết có thể hay không tìm tới này tinh pháp thần vực thanh long lăng mộ mặc dù tìm tới khả năng cũng sẽ không có bọn họ để lại mạnh mẽ thú hôn nhưng hắn vẫn phải là đi xem xem chỉ cần cảm thấy có thể hắn cũng sẽ không bỏ qua hắn sử dụng không gian phong chạy đi tốc độ phi thường rất nhanh không bao lâu cũng tiến vào một cái hắc ám khu vực có gì đó không đúng lắm trầm tường nói xong vội vàng hướng sau thuấn di một khoảng cách phản sau khi trở về lập tức nhìn thấy ánh sáng nguyệt nhi lúc này cũng rõ ràng vừa nãy trầm tường tiến vào khu vực kia có một loại nào đó sức mạnh thần bí đem tia sáng ngăn cản không cho vào nhập khu vực kia thanh lòng lăng mộ vị trí tử tinh ngay khi phía trước mà phía trước nhưng thật giống như là có một cái phi thường khổng lồ kết giới bao phủ một chòm sao làm cho bên trong trở nên phi thường hắc ám trầm tường nói ra sau đó hắn về phía trước thuấn di đi qua tiến vào hắc ám tinh vực lẽ nào là cố ý đem lăng mộ lựa chọn ở nơi như thế này như vậy biết càng thêm an toàn nguyệt nhi nói ra năm đó ta đến thời điểm quá vội vàng dĩ nhiên không có phát hiện nơi này nguyên lai có một cái rất khổng lồ kết giới nguyệt nhi người năm đó tại sao muốn tới chỗ như thế trầm tường hiện đang không có kế tục sử dụng không gian phong mà là ở hắc ám tinh không phi hành đồng thời mở ra đạo tâm nhãn quan sát bốn phía đạo tâm nhãn nói nhìn thấy cũng là đen kịt một màu. Mang ý nghĩa nơi này đúng là hoàn toàn tĩnh mịch, một điểm năng lượng đều không có, nam. Đó ta là chấp pháp giả, khắp nơi bắt người, ta truy một cái ra hỏa truy tới đây. Sau đó cũng không hiểu ra sao gặp phải loại kia tinh không huyết ma. Nguyệt Nhi nói ra, trầm tường vì lý do an toàn, lấy ra nói thần kính. Chính mình ngồi ở trên mặt kiếng diện, lại khống chế nói thần kính thả ra một cái vòng bảo vệ như vậy coi như thư giãn cũng không cần lo lắng bị đánh lén. Hắn đối với nói thần kính phòng ngự rất tin tưởng, trầm tường lúc này chú ý trôi nổi ở trong này. To to nhỏ nhỏ tử tinh, những ngôi sao này đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Mặt trên không có sự sống, ảm đạm, này. Muốn làm sao tìm được nếu là lăng mộ chôn ở những này tử tinh mặt trên. Cũng như vậy căn bản là không cách nào nhìn thấy mà. Nguyệt Nhi nói ra, bớt tử thần tộc cổ lão truyền thuyết, lăng mộ là một loại rất kỳ quái gia hỏa kiến tạo. Người nên nghe ngô trưởng lão đã nói đi. Trầm tường nói ra, ở cái kia ngôi sao mặt trên, chỉ cần tìm được có thứ này. Vậy thì là thanh long lăng mộ vị trí ngôi sao, đây là có thật không? Nguyệt Nhi có chút không tin, nơi như thế này làm sao sinh tồn. Ngô trưởng lão hắn nói tới loại kia kỳ quái gia hỏa nghe tới rất cường đại. Ở loại này từ tinh quần chi cũng không đủ năng lượng chống đỡ. Bọn họ là không cách nào trở nên mạnh mẽ, Trầm. Tường lắc lắc đầu, chính hắn cũng không rõ ràng, nhưng hiện nay hắn chỉ nắm giữ những đầu mối này, hắn chỉ có thể y theo như vậy manh mối đi tìm. Bằng không hắn căn bản không biết muốn làm sao tìm được, ngay khi Trầm Tường mới vừa nắm mở ra. Đạo Tâm Nhãn, nhìn phía trước những kia tử tinh thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy một ít màu đỏ điểm nhỏ trôi nổi tinh không chi thật giống đang hướng hắn nhanh chóng di động lại đây hắn coi chính mình nhìn lầm lập tức thu hồi đạo tâm nhãn phía trước chính là đen kịt một màu mà khi hắn lần thứ hai sử dụng đạo tâm nhãn thời điểm lại nhìn thấy loại kia điểm nhỏ lít nhà lít nhít nhiều vô cùng ta nhìn thấy trầm tường kinh ngạc thốt lên lên a à. nhanh như vậy liền tìm đến thanh long lăng mộ nguyệt nhi kinh hỉ hỏi không phải, ta nhìn thấy tinh không huyết ma, ta dùng đạo tâm nhãn nhìn thấy, số lượng nhiều vô cùng. Tốc độ di động rất nhanh, bọn họ khoảng cách ta nguyên bản rất xa. Nhưng hiện tại càng ngày càng gần. Trầm tường lúc này cũng có chút lo lắng. Hắn lo lắng những này tinh không huyết ma sẽ phá hư nói thần kính phòng ngự, thật. Sự gặp phải nha, người vận khí không tệ mà cũng còn tốt người có thể nhìn thấy. Nếu là không nhìn thấy, mà trả hướng về chỗ đó chạy hiện tại khẳng định biến thành người khô rồi. Nguyệt Nhi nói ra, có thể xem thấy bọn họ trường ra sao à, không? Nhìn thấy, bọn họ đã qua đến rồi, ta chỉ có thể nhìn thấy hình người hồng ảnh. Những thứ đồ này đúng là linh thể. Chỉ là bọn hắn trong cơ thể có một loại rất đặc thù năng lượng. Có thể làm cho bọn họ nắm giữ đặc dị lực lượng. Trầm Tường nói ra, chương 2286, Đại luyện huyết ma dấu lớn trầm tường cùng nguyệt nhi trò chuyện bên trong cái kia một đại ba tinh không huyết mà cũng đã đi tới bên cạnh hắn đem hắn tầng tầng vây quanh lên điên cuồng xông tới lục đạo thần kính thả ra ngoài phòng ngự vòng bảo vệ khà khà lục đạo thần kính thả ra ngoài phòng ngự vòng bảo vệ một điểm áp lực đều không có nhìn dáng rất thứ này cũng chỉ là có đặc thù hấp huyết kỹ xảo những nơi khác cũng không thế nào lợi hại mà trầm tường cười lấy ra sáng thế thần lô sau đó sử dụng lực lượng không gian đem sáng thế thần lô thuấn di đến vòng bảo vệ bên ngoài thực sự là đạt được nhiều đáng sợ bọn họ đến cùng là làm sao sinh ra lúc này vây quanh ta cũng mấy hơn triệu nguyệt nhi lần trước ngươi suýt chút nữa bị hút khô huyết khả năng không phải một con ở truy ngươi mà là lên tới hàng ngàn hàng vạn chỉ có điều ngươi không nhìn thấy trầm tường nói ra nguyệt nhi nghe được trong lòng sợ hãi trầm tường bốn phía thì có hơn triệu thứ này nàng cảm thấy lần trước chính mình khẳng định cũng có nhiều như vậy lẽ nào ta lần trước cũng đụng vào huyết ma oa rời đi may là ta huyết nhiều bằng không chết sớm nguyệt nhi trong lòng nghĩ mà sợ than thở trầm tường khống chế sáng thế thần lô sản sinh sức hút đem tinh không huyết ma toàn bộ hút vào đi ngươi đang làm gì thế nguyệt nhi thất kinh hỏi nàng hiện tại nhưng mà cái gì đều nhìn thấy chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen như mực nàng cũng không có đạo tâm nhãn trầm tường có đạo tâm mắt hắn có thể nhìn thấy những kia tinh không huyết ma lúc này thật giống như là màu máu yên vụ không ngừng tràn vào sáng thế thần lô bên trong ta muốn đem những thứ đồ này thu vào sáng thế thần lô bên trong sau đó cẩn thận nghiên cứu một chút trầm tường cười nói nhìn thứ này có không có tác dụng gì còn có chính là muốn xem bọn họ là cái gì kỳ dị lực lượng dựng dục ra đến ngươi chỉ sợ là muốn nhìn một chút có thể hay không luyện thành đan đi nguyệt nhi cười cợt nói ngươi nhìn thấy cái gì đồ vật cổ quái đều muốn luyện trước tiên nhìn kỹ hãng nói ngược lại ở trên đường cũng rất tẻ nhạt trầm tường cười nói hắn quả thật có loại kia ý nghĩ rất nhanh những kia vây quanh hắn tinh không huyết ma cũng bị hắn thu vào sáng thế thần lô bên trong. Hắn vừa thu xong, lại xem thấy phía trước xuất hiện điểm điểm hồng quang, vẫn còn có. Trầm Tường kinh ngạc nói, bất quá lần này là chính hắn xông tới. Hơn nữa còn khống chế Lục đạo thần kính thả ra mãnh liệt bạch quang, Lục đạo thần kính phi xông. Tới sau khi thả ra rất mãnh liệt bạch quang, tinh không huyết ma sau khi nhìn thấy dồn dập chạy trốn mấy trăm ngàn tinh không huyết ma tư tán xem ra tình cảnh cũng vô cùng đồ sộ bất quá cũng chỉ có trầm tường có thể nhìn thấy những này tinh không huyết ma rất sợ bạch quang trầm tường nói ra đây là một cái phát hiện mà bọn họ hình thái là một bóng người xem ra bọn họ ngưng ra thân thể sau khi khẳng định là hình người hắn thu hồi bạch quang những kia bay ra đến bốn phía tinh không huyết ma lại lập tức bay trở về có thể nhìn ra được những này tinh không huyết ma không cái gì trí lực. Chỉ là quyết định mục tiêu, sau đó liều mạng bay qua cùng trước như vậy. Trầm tường đem sáng thế thần lô làm ra đi, sau đó phóng thích một luồng sức hút. Đem những này tinh không huyết ma toàn bộ hút vào đến, không có chứ. Nguyệt Nhi hỏi, tạm, thời không rồi. Trầm tường vỗ vỗ sáng thế thần lô, bên trong chứa đến tràn đầy. Chỉ mong thứ này có thể có chút tác dụng, trầm tường dùng thần thức tử tế quan sát sáng thế thần lô bên trong không nhìn thấy bất cứ thứ gì hắn không thể làm gì khác hơn là sử dụng đạo tâm nhãn sử dụng đạo tâm nhãn sau khi hắn bỗng nhiên cả kinh sáng thế thần lô bên trong thật giống như là đựng sền sệt dòng máu nhiều như vậy tinh không huyết ma nhét chung một chỗ lại cũng chen đến xuống hơn nữa còn đã biến thành huyết dịch chỉ có điều những này huyết dịch là linh thể trạng thái này rốt cuộc là thứ gì trầm tường dị biến sử dụng đạo tâm nhãn vừa thả ra hỏa diễm đến phần luyện bên trong những này tinh không huyết ma chỉ là vừa một đốt cháy sáng thế thần lô cũng hơi lay động lên trầm tường kinh ngạc nói dĩ nhiên biết sản sinh mãnh liệt như vậy năng lượng những này tinh không huyết ma khẳng định là phi thường kỳ lạ hơn nữa sức mạnh mạnh mẽ dựng dục ra đến trầm tường lúc này như luyện đan như vậy phần luyện những này tinh không huyết ma chỉ chốc lát sau cũng toàn bộ bị hắn luyện thành càng thêm sền sệt chất lỏng màu đỏ vẫn như cũ chỉ có dùng đạo tâm nhãn mới có thể nhìn thấy này cho ăn ngươi sẽ không phải muốn đem chi luyện thành đan sau đó ăn đi chứ nguyệt nhi đột nhiên cảm thấy tê cả da đầu tinh không huyết ma thứ này nghe tới cũng phi thường đáng sợ lại muốn đem luyện thành đan ăn đi chuyện như vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai từng làm sợ cái gì ta luyện thành đan sau khi sẽ không xảy ra vấn đề gì làm vĩ đại đan thần tự mình thí đan là tất yếu trầm tường cười hắc hắc nói hắn đối với thiên luyện thần thuật có lòng tin hắn cảm thấy bị thiên luyện thần thuật luyện chế sau khi cái kia tinh không huyết ma đã biến thành tinh khiết năng lượng vừa bắt đầu trả rất thuận lợi chính là đem hết thầy tinh không huyết ma toàn bộ luyện chế đến đồng thời toàn bộ hóa thành năng lượng hình thái chỉ là khi hắn dự định đem những năng lượng này hoàn toàn dung hợp thời điểm nhưng cảm thấy phi thường khó khăn cũng không phải không cách nào dung hợp chỉ là bởi vì hắn cảm giác được rất vô lực hắn dùng hết hết thảy lực lượng cũng không thể thành công dung hợp là có thể chỉ là sức mạnh của hắn không đủ hắn là lần đầu gặp phải chuyện như vậy coi như trước hắn tu vi rất thấp thời điểm hắn luyện chế tinh thần đan cũng có thể đi đến cuối cùng ngưng đan giai đoạn nhưng hiện tại vừa bắt đầu dung hợp đều không thể đến lẽ nào là tinh không huyết ma nhiều hơn đầu trầm tường đã đầu đầy mồ hôi hắn vừa nãy toàn lực đi dung hợp thời điểm có thể rõ ràng cảm ứng được hắn muốn áp xúc nguồn sức mạnh kia đáng sợ giường nào xem già chỉ có thể như vậy rồi trầm tường để lục đạo thần kính biến lớn hơn rất nhiều sau đó đem sáng thế thần lô đặt ở lục đạo thần kính trung gian ngươi muốn mượn lục đạo thần kính lực lượng tiến hành nguyệt nhi vừa nhìn cũng có thể đoán được không sai lục đạo thần kính bên trong không ít trận pháp đều là thiên nhiên trận pháp có thể sản sinh sức mạnh rất mạnh mẽ những sức mạnh này ở ta dưới sự khống chế có thể đem sáng thế thần lô bên trong tinh không huyết ma lực lượng đè ép cùng nhau trầm tường đem sáng thế thần lô đặt ở lục đạo thần kính trung gian sau khi sau đó bắt đầu khống chế lục đạo thần kính bên trong mấy cái đại trận tổ hợp lại với nhau lục đạo thần kính tự thân cũng có thể sản sinh lượng lớn lục đạo lực lượng làm vì duy trì chỉ dùng vì lẽ đó tạm thời cũng sẽ không cần đến trầm tường trên người lực lượng lục đạo thần kính ở trầm tường dưới sự khống chế kích thích ra một luồng sức mạnh rất mạnh nguồn sức mạnh này ở trầm tường chi phối xuống tiến vào sáng thế thần lô trầm tường cùng lục đạo thần kính là hoàn mỹ dung hợp vì lẽ đó lục đạo thần kính sản sinh lực lượng cũng tương đương với trầm tường lực lượng tiến vào sáng thế thần lô thời điểm sáng thế thần lô cũng không có bài xích có lục đạo thần kính nguồn sức mạnh này tiến vào sáng thế thần lô bên trong đoàn kia vô hình dòng máu đang dần dần nhỏ đi lên theo trầm tường không ngừng hướng vào phía trong áp xúc nguyên bản là chất lỏng dần dần trở nên sền sệt lên biến thành ẩm ướt nê đoàn như thế lúc này đoàn kia đồ vật trả rớt lớn hơn nữa cũng có chút không ổn định chính khẽ run lên ở áp xúc năng lượng thời điểm xuất hiện tình huống như thế là rất bình thường biến thành thể rắn nhìn dáng dấp cuối cùng biết ngưng tụ thành tinh thần đan trầm tường kích động lên hắn không nghĩ tới tinh không huyết ma lại là loại bảo bối này có thể luyện chế thành tinh thần đan, bất quá đây là số lượng nhiều vô cùng tinh không huyết ma. Chương 2287, phản lực lượng. Dấu lớn trầm tường lợi dụng lục đạo thần kính trợ giúp. Làm được chính mình hiện tại lực lượng không làm được sự tình, luyện chế nhiều như vậy tinh. Không huyết ma, hơn nữa còn là nắm giữ đặc thù lực lượng. Dẫn đến hắn luyện chế thời điểm cũng cực kỳ cật lực, ngươi thật sự muốn ăn sao? nguyệt nhi hỏi biết sẽ không xảy ra chuyện chờ luyện chế ra đến lại nói đến thời điểm nếu là không thành vấn đề ta ngược lại thật ra không sợ trầm tường cười nói ngược lại luyện chế thời điểm cái khác tạp chất đã bị ta bài trừ đi ra áp xúc quá trình vô cùng dài rằng rạc. lục đạo thần kính đem tự thân lực lượng háo đến thất thất bát bát trầm tường không thể không rót vào thần lực tiến vào lục đạo thần kính cũng may hắn thần trong biển có vô cùng mênh mông lục đạo lực lượng đầy đủ lục đạo thần kính duy trì một quãng thời gian rất dài ba ngày qua trầm tường sáng thế thần lô bên trong thiêu đốt hừng hực ngọn lửa hừng hực đốt cháy cái kia hạt đã biến thành màu máu tinh thể tinh thần đan trầm tường là ở đem bên trong tất cả ý thức toàn bộ xóa đi bởi vậy coi như không may xuất hiện chính hắn ý thức cũng sẽ không phải chịu cái gì ảnh hưởng luyện chế ra đến cùng trầm tường dự liệu như thế quả nhiên là tinh thần đan hiện tại hắn cũng quyết định muốn ăn đi lúc này ở lục đạo thần kính bên trong rất an toàn bất quá trầm tường vì càng thêm an toàn chả đặc biệt bay đến phụ cận một viên tử tinh mặt trên làm ra một cái rất sâu động đi về sâu dưới lòng đất nguyệt nhi nếu là ta xuất hiện cái gì sai lầm đến thời điểm liền cần ngươi đến cứu lại trầm tường từ sáng thế thần lô bên trong lấy ra một hạt màu đỏ sậm tinh thần đan nguyệt nhi lúc này cũng từ u giao giới bên trong đi ra trên tay ngươi thật sự có một hạt đan sao nguyệt nhi hỏi ta thấy thế nào không gặp nha loại sức mạnh này là không nhìn thấy coi như luyện thành đan cũng giống như vậy chỉ có dùng đạo tâm nhãn mới có thể nhìn thấy bất quá nhưng có thể mò trầm tường nắm cái kia hạt huyết ma tinh thần đan ở nguyệt nhi móng vuốt nhỏ mặt trên kỳ kèo thật thần kỳ năng lượng nha nguyệt nhi kinh ngạc nói này hạt đan thật giống như ẩn hình như thế hừm ta bắt đầu ăn trầm tường gật gật đầu sau đó đem nơi này đan thả vào trong miệng thôn đến trong bụng nguyệt nhi cùng trầm tường giữ một khoảng cách lúc này trong lòng nàng cũng đập bịch bịch rất là căng thẳng nàng lo lắng trầm tường có chuyện đến thời điểm nàng làm không là cái gì cứu lại có phản ứng sao nguyệt nhi nhỏ giọng hỏi không có Trầm tường nhíu mày đến, bất quá dược lực bắt đầu tan ra. Thật giống có chút phản ứng, rất lạnh, nói. Xong, trầm tường cũng cảm ứng được thấy lạnh cả người tràn vào hắn các vị trí cơ thể. Khiến cho hắn cả người mãnh liệt run cầm cập co giật lên, này. Nguyệt Nhi kinh gọi lên, vội vàng chạy tới. Trầm tường hiện tại dáng rất thật giống như là ăn sai độc cái nấm phát rồ như vậy. Nằm trên mặt đất co giật, hai mắt trắng dã, Nguyệt Nhi chạy tới sau khi cảm giác được trầm tường trên người một luồng nhiệt khí trào ra. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất là kỳ quái, vừa nãy trầm tường còn gọi rất lạnh. Nhưng thân thể nhưng như vậy nhiệt, lạnh, lạnh chết rồi. Trầm tường đột nhiên lại ngồi dậy đến, ôm đầu gối, co lại thành một con sâu như vậy. Cả người run cầm cập thế nhưng thân thể của ngươi rất nóng nha. Nguyệt Nhi bối rối, trầm tường hô rất lạnh nhưng hắn lúc này phun trào ra nhiệt khí cũng làm người ta cảm thấy trong cơ thể hắn đang thiêu đốt có thể ta giác cảm thấy rất lạnh trầm tường run rẩy nói vận công luyện hóa cái kia hạt đan lực lượng nguyệt nhi vội vã hô người phải nhớ kỹ chính mình là ăn một hạt quái lạ đan trầm tường cũng là đột nhiên mới nhớ tới đến vừa nãy hắn đều bị hiểu tinh thần hoảng hốt nghe thấy nguyệt nhi nhắc nhở sau đó vận chuyển thiên luyện thần thuật liệng hóa cái kia ở trong cơ thể hắn tán loạn quái dị lực lượng không bao lâu trầm tường tình huống cũng ổn định lại nguyệt nhi cũng thở phào nhẹ nhõm vừa nãy nhưng là căng thẳng chết nàng nguyệt nhi ngồi xổm ở trầm tường trước mặt lắc cái kia đuôi nhỏ nhìn kỹ trầm tường một khi trầm tường có phản ứng gì nàng lại muốn sốt ruột nửa ngày trôi qua nguyệt nhi trong lòng bỗng nhiên giật mình lên bởi vì trầm tường thân thể đột nhiên biến thành nửa trong suốt nàng coi chính mình nhìn lầm sau đó nàng hít hít mắt lại lại dụi dụi con mắt phát hiện trầm tường thân thể càng ngày nguyệt trong suốt nguyệt nhi cả kinh nói không ra lời nàng gặp trầm tường biến thành qua yên vụ bất quá đó là sử dụng thần thông biến thành mà hiện tại trầm tường nhưng ở luyện hóa thần đan thời điểm thân thể dần dần biến mất không bao lâu trầm tường chỉ để lại nhàn nhạt bóng mờ ở đây hắn vẫn như cũ ngồi xếp bằng, chăm chú luyện hóa, biến. Trong suốt, cùng tinh không huyết ma như thế rồi. Nguyệt Nhi rốt cục không nhìn thấy trầm tường, nàng chạy tới dùng móng vuốt vồ vô trầm tường. Có thể bắt được quần áo, nhưng chính là không nhìn thấy, liền. Khí tức cũng không tồn tại, nếu như hắn biến không trở lại, cái kia chẳng phải là. Nguyệt Nhi không dám tưởng tượng cuộc sống mình ở một cái người khác không nhìn thấy nàng thế giới của chính mình bên trong, nào sẽ làm cho nàng điên mất, ai nói biến không trở lại. Trầm tường đột nhiên cười nói, đem Nguyệt Nhi dọa một cái, nghe thấy trầm tường âm thanh. Nguyệt Nhi lập tức nhìn sang, chỉ nhìn thấy trầm tường một đôi mắt trôi nổi. Này càng làm nàng sợ đến, miêu quát to một tiếng, ha ha. Trầm tường bắt đầu cười ha ha, sau đó đem thân thể của chính mình toàn bộ đi ra. Vừa nãy hắn chỉ là lộ ra bản thân hai con mắt, không sao rồi nguyệt nhi yên tâm rất nhiều đồng thời trong lòng thầm mắng vài câu vừa nãy nhưng là đem nàng hù chết một chút việc đều không có không thể không nói loại sức mạnh này thực sự là thần kỳ nha trầm tường thở dài nói đây là một loại phản lực lượng rất kỳ lạ nói như thế nào đây nguyệt nhi hỏi ta sử dụng loại sức mạnh này thời điểm xảy ra ở trên người ta cùng ngươi nhìn thấy đều là ngược lại trầm tường nói ra rất quái lạ tỉ như ta vừa nãy cảm thấy rất lạnh mà ngươi lại phát hiện thân thể của ta rất nóng ta dùng loại sức mạnh này nhiệt đối với ta mà nói chính là lạnh lạnh chính là nhiệt điều này là bởi vì vừa nãy ta không khống chế xong cho nên mới phải biến thành như vậy hiện tại ta có thể khống chế cũng biến bình thường bằng không ta thật không dám tưởng tượng ta sau đó muốn sống thế nào ở một cái bình thường trong thế giới, Nguyệt Nhi nói ra, nói như vậy. Người có thể để người ta không nhìn thấy ngươi. Trầm. Tường gật gật đầu, kỳ thực ta là tồn tại, chỉ có điều bởi vì ngược lại. Vì lẽ đó ở các ngươi tầm mắt ở ta là không tồn tại. Cũng dường như những kia tinh không huyết ma như thế. Này đối với ta mà nói có rất lớn tác dụng, liền khí tức đều có thể ẩn giấu đi. Trầm. Tường lấy ra Cửu Tiêu thần kiếm, hắn sử dụng loại kia phản lực lượng sau khi Nguyệt Nhi nhìn thấy cửu tiêu thần kiếm đột nhiên không gặp. Nhưng nàng biết trả ở trầm tường trên tay, đủ âm. Nguyệt Nhi cười nhẹ nói, rất kỳ quái lực lượng. Trầm tường cười hì hì, điều này có thể để ta càng thêm thuận tiện. Chờ ta trở lại, nhất định phải đi thử một chút xem. Đỉnh cao thần đế có thể hay không phát hiện ta, đi kế tục đi tìm thanh long lăng mộ. Trầm tường lúc này cũng không cần lục đạo thần kính hắn trực tiếp để cho mình trở nên trong suốt, sau đó ở trong tinh không phi hành, Nguyệt. Nhi, ta cảm thấy kiến tạo lăng mộ loại kia kỳ quái mà mạnh mẽ ra hòa. Chính là những này tinh không huyết ma ngưng ra thân thể hóa thành. Trầm Tường nói ra, vì lẽ đó Thanh Long lăng mộ khẳng định ngay khi chung quanh đây. Chương 2288, thần bí thiên tinh. Dấu lớn Trầm Tường nghe Ngô Chi đã nói kiến tạo lăng mộ loại kia sinh linh trên người cũng ủng có gì đó quái lạ kỳ dị lực lượng. Sức mạnh kia ngô chi bọn họ bất tử thần tộc cũng không nói ra được là cái gì đến. Vì lẽ đó trầm tường mới sẽ cho rằng loại kia sinh linh chính là tinh không huyết ma tiến hóa. Mà thành qua lại ở trong tinh không trầm tường lúc này đem mình trở nên toàn thân trong suốt. Đây là vì phòng ngừa lại bị một làn sóng tinh không huyết ma phát hiện. Ở trong tinh không bát ngát này, tinh không huyết ma số lượng nhiều vô cùng trước hắn bộ bắt được chỉ là cực nhỏ một phần phía trước lại có tinh không huyết ma bất quá bọn hắn không thể phát hiện ta hay là ta có thể theo những người này xem bọn họ đều sẽ đi chỗ nào nếu là bọn họ cuối cùng đều tiến hóa thành loại kia sinh linh như vậy ta nói không chắc cũng có thể tìm tới thanh long lăng mộ vị trí trầm tường nói ra bởi vì thanh long lăng mộ hiện tại cũng bị thứ đó trông coi ở phía trước có một cái rất dài màu đỏ quang mang nhưng cũng chỉ có trầm tường sử dụng đạo tâm nhãn mới có thể nhìn thấy đó là do tinh không huyết ma tạo thành cũng không biết bọn họ vì sao lại như thế có trật tự sắp hàng chỉnh tề thật nhiều bọn họ đến cùng là làm sao đến trầm tường mang theo nghi hoặc bay qua đi theo này chòm sao không huyết ma phía sau tinh không huyết ma đều không có phát hiện hắn Chính trôi nổi ở hắc ám tinh không bên trong, bọn họ tốc độ di động cũng không phải rất nhanh. Như là đang ngủ say, đồng thời bị một nguồn sức mạnh trầm chậm dẫn dắt đến phía trước, trầm. Tường lúc này đã nắm giữ những này tinh không huyết ma đặc thù lực lượng, cũng có thể vận dụng. Vì lẽ đó hắn không cần lại chộp tới luyện đan, hẳn là hướng về cái hướng kia đi đây. Trầm Tường nhìn một chút này bài thành hàng dài tinh không huyết ma đội ngũ, hai bên đều không nhìn thấy phần quấy hắn hiện tại xoắn suýt là bởi vì những này tinh không huyết ma rất có thể chính bị triệu hoán trở lại bởi vì mới vừa rồi bị hắn giết chết rất nhiều chế tạo những này tinh không huyết ma đồ vật khả năng phát hiện rồi vì lẽ đó theo tinh không huyết ma đi tới phương hướng nói không chắc cũng có thể tìm tới chế tạo tinh không huyết ma địa phương đồng thời hắn cũng suy đoán tinh không huyết ma đang không ngừng bị chế tạo ra tinh không huyết ma đi tới phương hướng nói không chắc chính là chỉ định bọn họ đi khu vực mà theo tinh không huyết ma nói đi tương phương hướng ngược có thể chính là đầu nguồn cũng đi bọn họ đi tới tương phương hướng ngược trầm tường cười thầm trong lòng hắn tu luyện ra loại này kỳ quái phản lực lượng hiện tại làm ra quyết định cũng có chút ngược lại cảm giác ở đạo tâm nhãn bên dưới những này tinh không huyết ma chính là một cái bóng người màu đỏ ngòm lúc này từng cái từng cái hồng ảnh chính chỉnh tề đứng xếp hàng số lượng của bọn họ rất nhiều vì lẽ đó ở trong tinh không bài đến mức rất trường trầm tường theo cái đội ngũ này liên tục phi hành mấy ngày đột nhiên xem thấy phía trước có một cái vô cùng lớn lao tử tinh ta quả nhiên đoán đúng đầu nguồn ngay khi này viên tử tinh mặt trên trầm tường nhìn xa xa đoàn kia bóng đen ở hắc ám tử tinh khu vực trong chỉ là mơ hồ một đoàn hắc khí nhưng trầm tường có đạo tâm mắt có thể nhìn rõ ràng đường viền thật to lớn tử tinh ta làm chấp pháp giả nhiều năm như vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như vậy to lớn tử tinh đây này tử tinh muốn so với thiên tinh bên trong to lớn nhất một cái còn muốn lớn hơn vài lần nguyệt nhi thở dài nói hơn nữa giấu đi rất bí mật ngoại môn là cố ý có một loại hắc khí bao phủ phía trên này khẳng định có món đồ gì trầm Tường gật gật đầu, nếu là không tới gần, ở phía xa căn bản rất khó phát hiện. Trầm tường dùng đạo tâm nhãn có thể rõ ràng nhìn thấy. Tinh không huyết ma đội ngũ thật dài chính là liên tiếp này viên to lớn từ tinh, tinh. Pháp thanh long lăng mộ rất có thể cũng ở trên mặt này rồi. Trầm tường cảm thấy mặc dù xác định thanh long lăng mộ ở phía trên. Nhưng phải tìm được thứ mà hắn cần cũng không dễ dàng. Sáng tạo loại này tinh không huyết ma đồ vật khẳng định cũng phi thường đáng sợ trầm tường một cái thuấn di liền đến đến to lớn tử tinh đoàn kia hắc khí bên ngoài chỉ cần hắn xuyên qua này đoàn hắc khí cũng có thể nhìn rõ ràng to lớn tử tinh bộ mặt thật là một cái kết giới trầm tường tới gần sau khi vô cùng khẳng định nói nhìn dáng dấp vẫn là một cái rất mạnh phòng hộ kết giới này phải vô cùng nhiều năng lượng mới có thể duy trì vận chuyển kết giới này vận chuyển rất nhiều năm đến cùng là từ đâu tới năng lượng muốn duy trì loại này mạnh mẽ kết giới chỉ có thiên giai ngôi sao địa tâm mới có thể cung cấp nổi lẽ nào bên trong là một cái thiên giai ngôi sao trầm tường cho rằng chỉ có như vậy mới có thể làm cho loại này kết giới vận chuyển nhiều năm hắn dùng tay đụng một cái kết giới dĩ nhiên như là tìm thấy phi thường kiên cố đồ vật không cách nào sâu vào loại này kết giới trước hắn chả chưa bao giờ gặp trước đây hắn gặp được kết giới nhiều lắm chỉ là cảm nhận được một luồng dẫn đến hắn không cách nào về phía trước mà trước mắt kết giới này nhưng có thể đem năng lượng hóa thành tường sắt như vậy kiên cố thật là đáng sợ kết giới nếu là mạnh mẽ tấn công rất cái kia công phá trầm tường sử dụng không gian lực lượng tiến hành thuấn di nghĩ thông suốt qua không gian đột phá nhưng hắn nhưng hay là đã thất bại ta lực lượng không gian dĩ nhiên cũng không cách nào đột phá trầm tường lại là cả kinh sau đó hắn nhìn một chút cách đó không xa cái kia liều lĩnh hồng quang địa phương đó là tinh không huyết ma không ngừng nhô ra địa phương hắn lập tức bay qua phát hiện nơi đó chỉ có một cái lỗ kim to nhỏ động mà tinh không huyết ma chính là từ cái này lỗ kim to nhỏ động bỏ ra đến xem già chỉ có thể từ nơi này đi vào trầm tường sử dụng trước phản lực lượng để cho mình ẩn hình sau đó sẽ sử dụng thần thông để thân thể của chính mình hóa thành một tia yên vụ sau đó thông qua cái kia lỗ kim to nhỏ cửa động xuyên thấu vào sau khi đi vào hắn bị một trận nhàn nhạt lam hào quang màu xanh lục cho kinh ngạc đến ngây người hắn không nghĩ tới bị một đoàn tử khí gói lại to lớn tử tinh lại là một cái lam màu xanh lục mỹ lệ ngôi sao điều này làm cho hắn cảm thấy không phải tiến vào một cái kết giới bên trong mà là tiến vào một thế giới khác hắn từ trời cao có thể rõ ràng nhìn thấy này viên to lớn ngôi sao bị tảng lớn đại dương màu xanh lam đã màu xanh lục rừng rậm bao trùm xem ra là một cái rất đẹp ngôi sao thật không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên có động thiên khác nguyệt nhi cũng là rất kinh ngạc nàng đã từng là tinh pháp thần vực chấp pháp giả dĩ nhiên không biết nơi như thế này ẩn giấu đi khổng lồ như thế thiên tinh thiên tinh càng là to lớn mang ý nghĩa thiên tinh tài nguyên càng là phong phú ở tinh pháp thần vực cái kia mấy đại thiên tinh không có một cái có thể lớn hơn so với cái này đi xuống xem một chút trầm tường nhìn một chút cái kia tinh không huyết ma xếp thành hàng dài là đi về này viên đại thiên tinh phía dưới trầm tường từ trời cao cũng có thể nhìn thấy cái kia không ngừng dâng trào tinh không huyết ma địa phương chính liều lĩnh yếu ớt hồng quang đương nhiên cũng chỉ có sử dụng đạo tâm nhãn mới có thể nhìn thấy rất nhanh trầm tường cũng đáp xuống đất diện hắn vẫn như cũ sử dụng phản lực lượng để cho mình ẩn hình lên dù sao đi tới một cái phi thường thần bí địa phương nơi này nguy hiểm khẳng định có chỉ có điều hiện nay hắn còn chưa phát hiện không khí rất tốt ánh mặt trời sung túc nhiệt độ cũng vừa đúng thực sự là chỗ tốt nha nơi này đến cùng ẩn giấu đi món đồ gì đây có thể không ngừng chế tạo ra loại kia đáng sợ tinh không huyết ma đến trầm tường nhìn liên tiếp đến trên không cái kia sợi tơ hồng. Cuồn cuộn không ngừng tinh không huyết ma đang bị chế tạo ra. Đưa tới cái kia tràn ngập hắc ám tử tinh khu vực. Chương 2289, ác linh tộc. Dấu lớn, cha xét cha xét nói sau đi, nói chung nơi này khẳng định có những người khác ở. Bằng không cũng sẽ không có cái kia mạnh mẽ kết giới tồn tại. Nguyệt Nhi nói ra, trầm tường gật gật đầu, sau đó phi hành ở trong miệng hướng về một phương hướng bay đi đồng thời cẩn thận chú ý phía dưới không bao lâu hắn cũng nhìn thấy một con dị thần thú này dị thần thú có bảy viên khổng lồ hổ đầu thân thể cũng vô cùng khổng lồ dường như một gò núi nhỏ lúc này chính nhanh chóng truy kích một con cự hùng đều là thánh cấp dị thần thú trầm tường nói ra xem ra cái này thiên giai ngôi sao không có những kia thiên tinh nhiều người như vậy, nơi này khẳng định nắm giữ lượng lớn tài nguyên vẫn không có bị phát hiện. chỉ có điều quá khổng lồ, chính ta một người cũng không tìm được cái gì. trầm, tường sử dụng phản lực lượng để thân thể của chính mình ẩn hình. phía dưới cái kia bảy con hổ dị thú cũng không có phát hiện hắn, hắn vẫn theo bảy con hổ, là muốn nhìn một chút này bảy con hổ cuối cùng có thể hay không bộ bắt được đầu kia cựu hùng, cự hùng cơ hùng thực lực yếu kém, hơn nữa trên người còn có thương, biết mình đánh không lại bảy con hổ. Cũng chỉ có thể thoát thân lao nhanh, chính đang trầm tường theo sau gần nửa canh giờ. Hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng rồng gầm. Sau đó không biết từ đâu thoan ra một cái màu đỏ hỏa long đến. Một móng vuốt đặt tại cự hùng đầu lâu mặt trên. Sau đó quả thực bóp nát, hỏa long đột nhiên xuất hiện, trầm tường đều không có phát hiện huống chi là cái kia bảy con hổ thế nhưng bảy con hổ phản ứng rất nhanh ở hỏa long xuất hiện trong nháy mắt cũng chạy trốn lên thế nhưng hỏa long phản ứng huống chi bốc lửa diễm đuôi rồng cuồng mãnh vung một cái quét ngang qua đem bảy con hổ quét bay đánh vào cách đó không xa trên một ngọn núi đá hừ cả ngày cũng để cho ta tới làm loại chuyện này hỏa long đã biến thành một tên hồng y vóc người nóng này cô gái áo đỏ Nàng một mặt khó chịu đem cự hùng thi thể thu vào trong nhẫn chứa đồ. Sau đó sẽ bay qua đem bảy con hổ cũng thu hồi đến, chỉ biết bắt nạt nữ, đám người kia tự cho là có chút thực lực. Đều xem thường với tới làm chuyện như vậy, đều là cột cho ta, thật mẹ kiếp không phải đồ vật. Này Hỏa Long nữ lấy ra một khối thịt lớn tại chỗ nổi lửa nướng. Bên mép không ngừng chửi bới, nơi này dĩ nhiên sẽ có thực lực như vậy Hỏa Long ung dung liền đem hai con hung mãnh thánh cấp dị thần thú thuấn sát. Thực lực như vậy cũng rất mạnh, là thần long tộc à? Trầm tường hỏi dò Nguyệt Nhi, khẳng, định là thần long tộc nhưng bọn họ không phải trốn ở địa long tinh sao? Nơi này tại sao cũng có? Nguyệt Nhi cũng cảm thấy kỳ quái. Người đối phó nữ nhân không phải rất có một bộ sao, xuống cùng nàng cám dỗ. Chẳng phải sẽ biết à, trầm tường hiện tại cũng chỉ có thể tìm cô gái này hỏi một chút hắn thu hồi phản lực lượng để cho mình hiển lộ ra sau đó đáp xuống đất diện hắn rơi xuống đất thời điểm rất yên tĩnh thế nhưng này hỏa long nữ nhưng phi thường nhạy cảm lập tức nhận ra được bỗng nhiên đứng dậy nhìn hắn ngươi là ai hỏa long nữ đôi mi thanh tú dựng thẳng lên lạnh giọng hỏi song quyền tràn đầy hỏa diễm ta là mới vừa tới đến hành tinh này trầm tường hàm cười nói ta sơ tới nơi đây đối với này không quen cho nên muốn hỏi một chút cô nương ngươi, nói, "Dối, ngoại môn có một cái mạnh mẽ kết giới, ra vào đều rất khó khăn. Ngươi làm sao có thể dễ như ăn cháo đi vào, nói mau, ngươi đến cùng là ai?" "Ngươi không phải chúng ta Long tộc?" Hỏa Long nữ tỏ rõ vẻ cảnh giác, trên người sát khí bốn lộ, "Vậy, ngươi cho rằng ta sẽ là người nào?" Trầm Tường cười hỏi, hắn đúng là biểu hiện rất hiền hòa, nơi này chỉ có chúng ta long tộc cùng ác linh tộc ngươi không phải chúng ta long tộc vậy thì là ác linh tộc hỏa long nữ lạnh lùng nói ngươi gần thêm nữa ta lập tức giết chết ngươi cút nhanh lên ta cũng không muốn ở vùng tịnh thổ này giết ngươi loại đồ chơi này ta lo lắng máu của ngươi sẽ đem nơi này làm cho không có một ngọn cỏ đừng kích động ta đều nói rồi ta là từ bên ngoài đến ta là nhân loại trầm tường nói ra ngươi lẽ nào chưa từng thấy nhân loại à ta tuy rằng chưa từng thấy nhưng ta biết nhân loại là sẽ không có ác linh tộc khí tức mà trên người ngươi thì có hỏa long nữ càng ngày càng kích chuyển động đối với trầm tường quát cút nhanh lên bằng không ta cũng muốn động thủ trầm tường trong lòng rất phiền muộn trước hắn dung hợp loại kia phản lực lượng vì lẽ đó trên người bây giờ cũng có loại kia ác linh tộc khí tức hắn muốn giải thích e sợ cũng rất khó khăn các người ác linh tộc bên trong có ngụy trang rất tên lợi hại chúng ta long châu ăn qua mấy lần thiệt thòi đừng nghĩ lại lừa gạt ta hỏa long nữ lại nói đi mau mau rời đi địa bàn của chúng ta trầm tường hiện tại đã biết cái này thiên giai ngôi sao đã bị chia làm hai cái khu vực một cái là cái kia ác linh tộc khu vực một cái là long tộc ngươi muốn làm sao mới có thể tin tưởng người của ta loại đây trầm tường lúc này càng thêm khẳng định thanh long lăng mộ liền ở đây bằng không cũng sẽ không có một cái long tộc đóng quân ở chỗ này ta làm sao biết đúng là ngươi ngươi muốn chứng minh như thế nào chính mình là nhân loại hỏa long nữ dần dần lùi về sau trầm tường nhìn thấy trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một hạt châu này chờ chút đừng đưa cho ngươi tộc nhân truyền âm ta không muốn cùng các ngươi phát hiện xung đột trầm tường đột nhiên hô đúng rồi nơi này ác linh tộc hiểu được luyện đan à thần đan à hỏa long nữ hỏi bọn họ mới sẽ không ở đây chỉ có chúng ta long tộc trí cao vô thượng long đế mới hiểu được luyện đan người như hiểu được luyện chế thần đan hoặc là ngươi nắm giữ thần đan cái kia là có thể chứng minh ngươi là từ bên ngoài đến nhân loại được ngươi nói một chút các ngươi long tộc đều có ra sao thần đan ta xem một chút ta nơi này có hay không trầm tường nói ra long nguyên thần đan có hay không cốt cách thần đan đây hỏa long nữ hỏi này đều là chúng ta long tộc quý giá nhất thần đan cốt cách thần đan ta có long nguyên thần đan đúng là không có trầm tường lập tức móc ra một hạt thượng phẩm cốt cách thần đan thả tới ngươi xem một chút này có phải là ngươi quen thuộc cốt cách thần đan hỏa long nữ nhìn thấy trầm tường chạy tới vội vã tiếp được nói ra ta làm sao biết có phải là cốt cách thần đan ta lại chưa từng ăn ta chỉ là ăn qua long nguyên thần đan ngươi sẽ không phải là ở gạt ta cốt cách thần đan đi trầm tường có chút không nói gì ai muốn ngươi thứ đồ hư lấy về hỏa long nữ nhất thời giận dữ đại lực ném qua sau đó vọt tới nàng không sẽ cùng trầm tường phí lời trầm tường tiếp được cốt cách thần đan thời điểm lập tức thuấn di tách ra này hỏa long nữ đánh tới hỏa long quyền ngươi tuy rằng nắm giữ 95 thần cách nhưng ngươi nhưng không có một viên cốt cách. Ta muốn chém ngươi dễ dàng. Trầm tường sử dụng hai mắt cốt cách. Liếc mắt liền thấy xuyên này hỏa long nữ thực lực ngươi. Chết ta cũng phải cùng ngươi bính qua. Không hổ là hỏa long, dường như hỏa diễm như thế bạo. Không muốn sống nhằm phía trầm tường, thiên long pháp ấn, chấn long. Trầm tường nhanh chóng kết dấu tay. Mấy cái thanh long đột nhiên từ trầm tường thân thể bay ra ngoài hóa thành một cái vòng tròn hình thanh long văn trận pháp. Đem cái kia tỏ rõ vẻ khiếp sợ hỏa long nữ bao phủ lên thiên. Long pháp ấn, ngươi làm sao biết? Hơn nữa còn thất truyền rất lâu bạch long bộ tộc mới hiểu thiên long pháp ấn. Hỏa long nữ đã bị ổn định, cả người không thể động đậy. Chương 2290, Long bội cần. Dấu lớn trầm tường cười hì hì đi tới. Sờ sờ hỏa long nữ cái kia trắng mịn tiếu khuôn mặt đẹp cười nói ta đều nói rồi ta là ngoại lai nhân loại, người một mực không tin, đi chết. Hỏa long nữ giận dữ một tiếng, dĩ nhiên tránh ra. Một quyền đánh về phía trầm tường mặt oanh, này hỏa long nữ nắm đấm nhưng là mang theo nộ long. Hỏa diễm, nện ở trầm tường trên mặt thì tuôn ra một luồng rất mạnh hỏa diễm. Đem trầm tường đánh bay ra ngoài, trầm tường tuy rằng bị đánh bay. Nhưng cũng chỉ là mặt khá là thống mà thôi, hắn lúc này có 16 cốt cách thân thể vô cùng mạnh mẽ, mà này hỏa long nữ một viên cốt cách đều không có. Cũng không gây thương tổn được hắn, người mò mặt của ta, đây là trả đưa cho ngươi. Hỏa long nữ hừ một tiếng, được rồi, như vậy chúng ta hiện tại hòa nhau rồi. Có thể nói chuyện cẩn thận à? Trầm tường cười nói, để hỏa long nữ trong lòng kinh nộ. Nàng một quyền lại không có đánh cho trầm tường thổ huyết. Nàng hoài nghi trước mắt đây rốt cuộc có phải là thật hay không nhân loại ở nàng nhận thức bên trong nhân loại thân thể dường như bùn như thế yếu đuối vừa nãy nàng trả lo lắng cho mình đem trầm tường đánh chết đây không nghĩ tới chính mình như vậy phẫn nộ một quyền đánh tới trầm tường lại còn có thể cười được ngươi là làm sao vào chúng ta long đế đã nói ra vào đều rất khó khăn hỏa long nữ lúc này thái độ cũng tốt hơn rất nhiều nàng có thể xác định trầm tường không phải cái kia ác linh tộc bằng không nàng khả năng đã sớm chết. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được mình cùng trầm tường tranh lệch nơi. Đó không phải tinh không huyết ma mở miệng sao? Ta dùng biến hóa thuật biến thành một tia yên vụ, sau đó cũng chui vào, có cái gì khó? Trầm tường chỉ chỉ tinh không huyết ma không ngừng tuôn ra phương hướng, ngươi. Có thể nhìn thấy những món kia. Hỏa long nữ trong lòng rất nhiều nghi vấn, sau đó lại hỏi biến hóa thuật cũng là chúng ta thần long tộc bí mật bất truyền. Hơn nữa cũng chỉ có bạch long mới hiểu, bạch long nhất mạch biến mất rất lâu. Người đến cùng là từ nơi nào học được ta? Một cái thê tử chính là bạch long, người nói ta từ nơi nào học được là nàng dạy ta. Trầm tường cười hì hì, trước đây nàng đều là theo ta, ta hiện tại cũng rất nhớ nàng. Hồi trước nàng chúng rồi hắc long hoa độc. Ta phí hết đại kính mới luyện chế ra thần đan giúp nàng giải độc vậy ngươi là thấy thế nào thấy thứ đó ta cũng chỉ có dùng vật này mới có thể nhìn thấy hỏa long nữ lấy ra một khối thủy tinh trong suốt đưa cho trầm tường trầm tường xuyên thấu qua này thủy tinh không cần đạo tâm nhãn quả nhiên có thể nhìn thấy những kia tinh không huyết ma ta tu luyện pháp môn có thể làm cho con mắt của ta rất lợi hại vì lẽ đó ta vừa nãy có thể nhìn thấy trên người ngươi không có cốt cách trầm tường nói ra ngươi này thủy tinh là món đồ gì chúng Ta long để luyện chế ra đến, rất quý giá. Ta nhưng là giết rất nhiều dị thú mới được khen thưởng. Hỏa long nữ vội vàng thu hồi đến, xem ra này thủy tinh ở trong mắt nàng quý giá cực kỳ thật. Không nghĩ tới bạch long dĩ nhiên biết gả khiến nhân loại. Hỏa long nữ hừ một tiếng, này, không cái gì, người cũng có thể gả cho ta. Ta cái kia bạch long thê tử chắc chắn sẽ không phản đối. Nàng nói không chắc chả thật cao hứng có cái hỏa long muội muội đây trầm tường cười cợt nói đừng hòng hỏa long nữ kiều hừ nói còn có trên người ngươi tại sao có ác linh tộc khí tức ta ở trên đường phát hiện rất nhiều sao không huyết ma sau đó ta đã bắt một trăm mấy trăm ngàn chỉ đem luyện thành đan ăn sau đó trên người ta thì có năng lực như thế trầm tường cũng thật tò mò ngươi là làm sao phát hiện trên người ta có khí thế ấy chính ta làm sao không cảm ứng được cái này hỏa long nữ lấy ra một hạt hạt trâu màu đỏ này nguyên bản là trong suốt nhưng ngươi tới gần sau khi cũng đã biến thành màu đỏ chúng ta long tộc ăn qua ác linh tộc thiệt thói bọn họ trước bốc lên qua nhân loại lẫn vào chúng ta long tộc sau đó vì phòng ngừa chuyện như vậy chúng ta long đến luyện chế thứ này trầm tường gật gật đầu sau đó nhắm mắt lại đem trên người cái kia bộ phận phản lực lượng hoàn toàn thu cẩn thận ẩn giấu ở thần hải nơi sâu xa, không đỏ. Hỏa Long nữ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể như thế như thường khống chế. Ác linh tộc lực lượng, đúng rồi, ngươi nắm giữ ác linh tộc lực lượng, có năng lực gì, ngươi. Làm cái tiểu hỏa cầu cột cho ta." Trầm Tường cười nói, Hỏa Long nữ đầu ngón tay bắn ra. Đánh ra một cái tiểu hỏa đoàn, Trầm Tường vội vàng dùng tay tiếp được. Sau đó thả ra loại kia phản lực lượng, hỏa đoàn đánh vào bàn tay của hắn sau đã biến thành một bãi thủy, nghịch chuyển lực lượng. Hỏa Long nữ gật gật đầu, đây quả thật là là ác linh tộc lực lượng. Lúc này nàng nhìn một chút cái kia hạt hạt châu, lại biến đỏ, trầm tường cười nói. Lợi hại không, ngươi có muốn hay không nắm giữ loại sức mạnh này? Ta hiện tại cũng có thể đi chảo một ít tinh không huyết ma. Sau đó luyện thành đan cho ngươi ăn, ngươi nói không chắc cũng có thể có, không? cần bị bọn họ biết ta sẽ bị đuổi ra long tộc, sẽ bị coi là kẻ phản bội. Hỏa Long nữ liền vội vàng lắc đầu, "Ngươi có 95 cốt cách rất nhanh sẽ tu luyện đầy, lại nắm giữ 9 cốt cách. Cái kia liền đạt tới đỉnh cao." Trầm Tường nói ra, "Lẽ nào các ngươi long tộc cốt cách thần đan rất khan hiếm sao? Ngươi làm sao một hạt cũng chưa từng ăn, ngươi có 95 thần cách?" Nói rõ tư chất ngươi không sai, nói tới chuyện này, Hỏa Long nữ hừ một tiếng. Dùng roi trong tay đánh mặt đất thảo, ta là nữ, bọn họ không cho ta ăn. Nói biết lãng phí cốt cách còn nói cái gì chúng ta nữ phụ trách đẻ trứng là được ngươi. Là đan thần, ngươi đem cốt cách thần đan cho ngươi cái kia bạch long thê tử ăn à? Hỏa Long nữ hỏi, xem ra nàng đối với mình ở trong long tộc địa vị cảm thấy rất khó chịu đương. Nhiên cho rồi, nàng ăn ta thần đan lại như ăn hạt đậu như vậy. Nàng nhưng là ăn ta luyện chế đan biến cường trầm tường cười nói, ngươi theo ta hỗn đi, cốt cách thần đan muốn bao nhiêu có bao nhiêu, đối. Với loại này tiềm lực rất lớn mỹ nữ long, trầm tường chả là phi thường yêu thích. Giao động lại đây sau khi giao cho Lữ Kỳ Liên, bởi vậy. Sau đó Lữ Kỳ Liên bách hòa thôn cũng có thể có bao nhiêu một cái mạnh mẽ thần long, đúng. Rồi, ngươi tên là gì? Trầm tường hỏi, long bội cẩn, ngươi ni nhân loại. Lòng bội cẩn vừa nãy trong lòng nhưng là suýt chút nữa cũng đáp ứng rồi trầm tường với hắn hỗn. Thế nhưng nàng vẫn tương đối có lý trí. Biết mình đối với trầm tường còn không là hoàn toàn hiểu rõ. Hơn nữa nàng đối với trầm tường cũng không phải hoàn toàn tin tưởng trầm tường ngươi. Có muốn hay không cùng ta về Long Châu, ngươi hiểu được luyện đan. Chúng ta Long Đế nói không chắc sẽ rất hoan nghênh ngươi. Long Bội Cẩn nói ra, cái này mà ta đi tới các ngươi long tộc bắt nạt ta làm sao bây giờ trầm tường có chút lo lắng nói ta lo lắng biết cùng bọn họ phát sinh xung đột vì lẽ đó ta tạm thời không dự định đi ta chỉ là muốn hỏi một chút có liên quan với cái kia ác linh tộc sự tình còn có các ngươi long tộc vì sao lại bị vây ở chỗ này trầm tường phi thường khẳng định thanh long lăng mộ liền ở ngay đây chỉ có điều cái này ngôi sao lớn như vậy Hắn phải tìm được Thanh Long Lăng Mộ cũng không dễ dàng, nếu như có thể trực tiếp hỏi đi ra. Cái kia không thể tốt hơn, hơn nữa hắn cũng xác định. Long tộc nhất định biết Thanh Long Lăng Mộ ở nơi nào. Bọn họ ở đây chính là phụ trách thủ hộ Thanh Long Lăng Mộ, trầm tường là đến Đào Mộ. Hắn khẳng định không thể trực tiếp hỏi Thanh Long Lăng Mộ ở nơi nào. Cái kia sẽ khiến cho Long tộc hoài nghi. Chương 2291 Thực thi ác linh dấu lớn trầm tường là long bội cần nhìn thấy người thứ nhất loại. Hơn nữa thực lực trả rất cường đại còn mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều. Trên người cũng có rất nhiều chuyện cổ quái. Nàng cũng cảm thấy nếu là đem trầm tường mang về trong tộc. Nhất định sẽ gặp phải không ít chuyện đến. Nàng đối với trong tộc lão già đều hiểu rất rõ, cũng. Đúng, ngươi theo ta trở lại, nói không chắc sẽ cùng những kia tự đại gia hỏa phát sinh sung. Đột. Long bội cần hít một tiếng, bất quá chính ngươi ở ngoại môn cũng rất nguy hiểm. Ngươi nếu như chạy đến ác linh tộc bên kia, bị bọn họ nắm lên đến thì càng thêm phiền phức. Ác linh tộc nhưng là rất mạnh, vậy ngươi biết ác linh tộc sự tình sao? Các ngươi long tộc vì sao lại cùng ác linh tộc ở này ngôi sao mặt trên? Trầm tường hỏi, "Ác, linh tộc là một đám quỷ ăn xác, chuyên môn muốn ăn loại kia mạnh mẽ thiên đạo thần thú chết đi." Thi thể, mỹ danh viết nói là hỗ trợ kiến tạo lăng mộ. Nhưng mục đích của bọn họ là thôn vệ thiên đạo thần thú thần hồn cùng thân thể. Long bội cẩn nói ra, đám người kia đã nghĩ ăn đi chúng ta long tộc thanh long hộ pháp, nói. Như vậy, thanh long chết ở chỗ này. Trầm tường sớm liền đã xác định. Chỉ bất quá hắn hiện tại không biết thanh long chôn giấu địa phương, làm. Sao, người cũng đối với chúng ta thanh long lão tổ cảm thấy hứng thú nha. Hắn lăng mộ mặc dù là ác linh tộc kiến tạo, nhưng may là chúng ta long tộc tới cũng nhanh. Vì lẽ đó có thể đúng lúc cướp đoạt lại. Thanh Long lăng mộ hiện tại bị chúng ta long tộc mạnh nhất 10 cái lão long trông coi. Người nếu là giác đến thực lực của chính mình đủ mạnh, có thể đi thử xem. Long bội cần nói ra, các ngươi long tộc mạnh nhất lão long đều mạnh bao nhiêu? Bên trong có các ngươi long đế à? Trầm tường hỏi, bọn họ đều cùng chúng ta long đế như thế mạnh mẽ, long đế chỉ là ở bên ngoài phụ trách. Vì lẽ đó ngươi muốn đi vào thanh long lăng mộ, đầu tiên muốn đánh bại long đế cùng chúng ta những này long tử long tôn. Long bội cẩn hai tay ôm ngực, nói ra, ngươi sẽ không phải là thật sự muốn tiến vào thanh long lăng mộ đi, trầm. Tường nguyên bản còn tưởng rằng thanh long lăng mộ bị ác linh tộc chiếm cứ. Không nghĩ tới đã bị long tộc hoàn toàn trưởng khống, ta chỉ là hiếu kỳ muốn vào xem xem bất quá nghe thấy ngươi nói như vậy ta cảm thấy vẫn là quên đi trầm tường cũng không muốn xông vào bởi vì long tiết di là người đàn bà của nàng hơn nữa ở cửu thiên thế giới thanh long cũng cùng hắn là bạn tốt vì lẽ đó hắn không muốn đắc tội nơi này thần long tộc hắn dự định lặng lẽ trà trộn vào đi hắn đối với mình phương diện này bản lĩnh vẫn là rất tự tin long Cô nương, tại sao cái này ngôi sao sẽ có một cái mạnh mẽ như vậy kết giới? Đem toàn bộ to lớn thiên tinh đều gói lại. Hơn nữa lớn như vậy thiên tinh có phải là có chút lãng phí nha? Ở bên ngoài tinh pháp thần vực để trung tâm. To lớn nhất thiên giới ngôi sao muốn so với này nhỏ hơn nhiều. Trầm tường hỏi, cái kia kết giới có phải là ác linh tộc làm, đương? nhiên không phải, nơi này là thanh long nơi sinh ra. Hành tinh này là thiên đạo ban tặng nhà của hắn cũng coi như là chúng ta thần long tộc quê nhà, không chỉ là thanh long, như bạch hồ. Chu tước cùng huyền vũ, bọn họ cũng có tương tự ngôi sao. Chỉ bất quá bọn hắn không có chính mình bộ tộc, vì lẽ đó lăng mộ không chiếm được bảo vệ. Đều bị ác linh tộc chiếm cứ. Long bội cần nói ra, có. Chuyện như vậy, cái kia cái khác ba thần thú lăng mộ chẳng phải là đã gặp xui xẻo. Trầm tường trong lòng âm thầm than tiếc, bởi vậy hắn cũng phải nghĩ biện pháp tìm kiếm cái khác ba thần thú thần hồn ta cũng không biết nói chung hết thảy thần thú trước khi chết đều sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ tốt thân thể của chính mình lòng bội cẩn lắc lắc đầu ta phải đi về về chậm một chút lại muốn bị mắng kỳ thực ta cảm thấy ngươi nên theo ta về đi xem xem tốt hơn bị bọn họ bài xích trở ra là được rồi trầm tường cân nhắc một phen gật gật đầu tốt lắm ta cũng trở về với ngươi nhìn long bội cần căn dặn hắn, đến thời điểm có thể tuyệt đối đừng sử dụng loại kia ác linh tộc lực. Lượng ta ngược lại thật ra cảm thấy không có cái gì. Thế nhưng những lão gia hỏa kia tất nhiên không thể nghĩ đến, được. Trầm tường đáp ứng long bội cần. Hắn cũng biết không có thể bị long tộc biết hắn trưởng khống phản lực lượng. Này biết cho hắn tốt không ít phiền phức trầm tường theo long bội cần trở về long tộc. Ở trên đường hắn giải đến long bội cần đối với long tộc có không ít lời oán hận. Bởi vì nàng ở trong tộc bị xem thường, chả thường thường bị bắt nạt mặc kệ là nam nữ đều bắt nạt nàng, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy. Thế nhưng nàng nhưng rất lạc quan hướng lên trên, bằng không nàng cũng sẽ không tu luyện ra 95 thần cách đến, bọn họ tại sao muốn bắt nạt ngươi? Trầm tường nói ra, có phải là bản thân ngươi có chút vấn đề nha. Bằng không đồng nhất tộc nữ tử tuyệt đối sẽ không như vậy. Hơn nữa dung mạo ngươi cũng rất đẹp đẽ, hẳn là khá là hợp quần này. Cùng cha ta có quan hệ, cha ta phạm qua sai lầm lớn, ở ta mới vừa vừa ra đời thời điểm. Hắn cũng bị xử tử, ta nương tuẫn tình tự sát. Nói tới chuyện này, Long Bội Cẩn trên mặt cũng không có lộ ra cái gì bi thương vẻ đến. Trầm Tường không cách nào từ ánh mắt của nàng cùng biểu hiện bộ bắt được cái gì. Khó có thể biết nàng giờ khắc này nội tâm đang suy nghĩ gì ta khi còn bé biểu hiện rất tốt, lúc tỷ đấu ta thường thường có thể thắng. Bại bởi người của ta không phục, cũng thường thường nắm cha mẹ ta tới nói sự, ta rất tức giận. Sau đó cũng mạnh mẽ đánh bọn họ, ta cũng bởi vì chuyện này thường thường bị nhốt lại. Lâu dần, ta cũng thành một cái xấu hài tử, cũng không nhân hòa ta chơi. Long bội cần chỉ là thở dài một hơi, để trầm tường đối với nàng khá là bội phục một điểm là nàng tuy rằng ở trong tộc đãi ngộ không được, nhưng nàng nhưng rất có gia tộc quan niệm. Ý thức trách nhiệm vẫn là rất mạnh. Từ vừa nãy nàng muốn cùng trầm tường liều mạng cũng có thể nhìn ra, lòng bội cần có thể tu. Luyện tới 95 thần cách khẳng định cũng là thu được một điểm chăm sóc. Bằng không điều này cũng rất có khó khăn, nàng bất quá là không bị lão bối xem trọng. Mà tiểu bối nhưng cùng nàng có cựu oán dẫn đến nàng không hợp quần mà thôi trầm tường theo long bội cẩn chạy trốn hơn một canh giờ rốt cục nhìn thấy này thần long tộc ở chỗ này kiến tạo đế quốc quy mô rất lớn ở phía xa nhìn lại vậy thì là cái phi thường khổng lồ thành thị các người ở chỗ này long rất nhiều sao trầm tường hỏi thành thị này cũng lớn quá rồi đó hơn một vạn mà thôi so với ác linh tộc chúng ta xem như là thật rất ít long bội cẩn nói ra nhiều như vậy long cũng không thiếu trầm tường nghĩ đến hơn vạn điều cự long trên không trung đằng vũ liền cảm thấy rất đáng sợ cái này cũng là thần long tộc một cái khác chi nhánh hơn nữa thực lực trả rất mạnh long bội cẩn mang theo trầm tường đi tới thành thị cửa lớn xuống nơi này có một cái chuyên môn ra vào cửa nhỏ nhìn thấy long bội cẩn mang về một cái rất xa lạ người những tóc kia hoa dâm trong cửa ông lão đều phi thường bất ngờ hơn nữa còn phi thường cảnh giác, bọn họ dồn dập lấy ra một hạt trong suốt hạt châu, hắn. Là ai? Ông lão kia hỏi, bọn họ đương nhiên sẽ không để cho Long Bội Cẩn mang theo trầm tướng. Đi vào, hắn là nhân loại, không cẩn thận xông vào kết giới bên trong. Ta lo lắng hắn ở bên ngoài bị ác linh tộc giết chết, ta cũng dẫn hắn trở về. Ta xác nhận qua thân phận của hắn, hắn không phải ác linh tộc. Long Bội Cẩn nói ra, Trầm Tường nhìn thấy Long Bội Cẩn cũng chưa hề đem hắn hiểu được biến hóa. Thật sự tình nói ra, trong lòng âm thầm cảm thấy Long Bội Cẩn khẳng định là đang vì hắn suy. Nghĩ, dù sao đây là Bạch Long nhất mạch tương đối quý giá bí thuật. Lúc trước Bạch Long nhất mạch đi đến Cửu Thiên thế giới cũng đã truyền ra. Trầm Tường cũng nhìn thấy cái khác Long sử dụng tới biến hóa thuật. Chương 2292, rất được hoan nghênh dấu lớn, hắn đúng là bên ngoài đến nhân loại. Này hai tên thủ vệ lão giả vẫn là trần chờ bất định. Bọn họ cầm cái kia hạt trong suốt hạt châu ở trầm tường bên người chuyển quyền. Trả tiến đến trầm tường cái chán, hai. Vị gia gia, các ngươi cảm thấy ác linh tộc biết nắm giữ cốt cách thần đan sao? Cái tên này thì có, hơn nữa hắn cốt cách thần đan cùng ta đã thấy không giống nhau lắm. Long bội cẩn mặc dù coi như lẫm lẫm liệt liệt nhưng hiện tại lại hết sức tỉ mỉ nàng cũng không có nói trầm tường là đan thần. Đây nhất định có nàng dụng ý của chính mình, lấy ra nhìn. Này hai cái lão long nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, ác linh tộc là không hiểu được luyện đan. Bởi vì ác linh tộc phương thức tu luyện cùng bọn họ không giống nhau. Vì lẽ đó không cần thần đan phụ trợ, hai. Vị tiền bối được, đây là đưa cho các ngươi, kính xin sau đó chăm sóc nhiều hơn. Dù sao ta còn không biết lúc nào mới có thể rời đi nơi quỷ quái này. Trầm tường lấy ra hai hạt thượng phẩm cốt cách thần đan. Đưa cho này hai cái lão long, một tên trong đó lão giả cầm nơi này cốt cách thần đan. Vút vuốt vuốt tròm dâu, thở dài nói, đây là thượng phẩm cốt cách thần đan. Hơn nữa phẩm chất rất cao, là thượng thừa phẩm chất. Rất hiếm thấy, lòng đế chính hắn luyện chế ra thượng thừa phẩm chất. Đều để cho tư chất tối tốt đẹp, long bội cần không nghĩ tới trầm tường dĩ nhiên trực tiếp đưa hai hạt thượng phẩm cốt cách thần đan, đầy đối với nàng tới nói phi thường quý giá. Hạ phẩm cốt cách thần đan đối với nàng mà nói đều là một loại hy vọng xa vời. Nàng xưa nay chưa từng ăn đây, hai vị tiền bối thực sự là thật tinh tướng. Một chút liền có thể nhìn ra, trầm tường ha ha cười nói, còn mời các ngươi nhận lấy, trầm. Tường cảm thấy thần long tộc long luyện đan khẳng định không ra sao bằng không hai người này ông lão cũng sẽ không đối với này hai hạt thượng phẩm cốt cách thần đan ngạc nhiên long tuyết di lạnh u lan cùng long tuệ san còn có thanh long đều là một ít ngồi không yên ra hòa hắn suy đoán cái kia long đế khẳng định cũng là bị bức ép bất đắc dĩ cũng chỉ đành ngoan ngoãn luyện đan nếu không long tộc phát triển không đứng lên đúng là đưa cho chúng ta một ông già trong lòng đã âm thầm kích động lên đương Nhiên, ta giữ lời nói." Trầm Tường cười nói, bất quá chuyện này tạm thời không được lộ liễu. "Bằng không quá nhiều người hỏi ta muốn, ta hiện tại cũng chỉ có như vậy mấy hạt." Hai vị tiền bối thủ ở thành phố này cửa, nhiệm vụ gian khổ, thực lực khẳng định cũng rất mạnh. Sau đó kính xin cho điểm thuận tiện cái gì, Trầm. Tường không phải là đang nói nịnh hót. Hắn vừa nãy cũng đã nhìn ra này hai cái long đều là rồng sét hơn nữa nắm giữ trăm thần cách cùng năm viên cốt cách như vậy long ở này trong long tộc khẳng định cũng là khá mạnh hãn bằng không cũng sẽ không dùng đến thủ vệ chỉ cần ngươi là thật nhân loại chúng ta vẫn là rất hoan nghênh yên tâm chúng ta ở trong tộc nói chuyện vẫn tương đối hữu dụng một ông già cười đem cốt cách thần đan thu hồi đến từ bên ngoài đến cũng không giống nhau ta đã sớm nghe nói kết giới bên ngoài có không ít xuất sắc đan thần luyện chế thần đan quả nhiên đều là phẩm chất rất tốt đẹp ác linh tộc liền đan đều sẽ không luyện chế chớ đừng nói chi là lấy ra hai hạt phẩm chất thượng thừa thượng phẩm cốt cách thần đan vì lẽ đó này hai cái lão long đã tin tưởng trầm tường trước bọn họ cũng dùng loại kia hạt châu khảo nghiệm qua cũng không có đo lường đến ác linh tộc nắm giữ phản lực lượng cũng như vậy trầm tường rất dễ dàng cũng mua được thủ vệ hai cái lão long cùng long bội cẩn tiến vào vào trong thành bên trong cũng không phải thành thị mà là một cái bộ lạc tỉ như long bội cẩn đi ra ngoài săn giết được đồ vật cầm về là phân cho đại gia nàng mang theo trầm tường đi tới một tòa nhà đá đem săn giết được hai con dị thần thú đưa ra đi trên đường rất nhiều long đều chú ý tới trầm tường bọn họ đều dồn dập hỏi dò long bội cẩn trầm tường là ai nhưng long bội cẩn nhưng một chữ đều không nói nàng trước đã nói nàng ở đây cũng không phải rất được hoan nghênh. Cho nên nàng cũng không thèm để ý, dưới cái nhìn của nàng. Chỉ cần trầm tường có thể thông qua cửa hai cái lão long. Nàng cũng không cần lại giải thích nhiều như vậy, ngũ. Đại gia, lần này ta săn giết hai con, có thể cho ta thả mấy ngày nghỉ đi. Long bội cần nói ra, cố gắng, ngươi có thể nghỉ ngơi một tháng. Một tháng sau trở lại ta nơi này đưa tin. Ông lão kia cười nói, sau đó nhìn về phía trầm tường, tiểu tử này là ai? Ta làm sao xưa nay chưa từng thấy? Có phải là hắn hay không vừa sinh ra bị ngươi ẩn đi nuôi lớn, đương? nhiên không phải, hắn là đi nhầm vào kết giới nhân loại, ta đem hắn mang về. Lòng bội cẩn đáp, nàng cùng người lão giả này nói nhiều như vậy. Cũng có thể nhìn ra nàng cùng người lão giả này giao tình không tệ, nguyên. lai như vậy nha, xác định hắn không phải ác linh tộc này ngũ đại gia vừa hỏi lên cũng biết mình hỏi nhiều nếu là không thể xác định trầm tường căn bản không vào được bởi vì ở trên đường có thật nhiều long đều nhìn thấy long bội cần mang theo cái nam nhân xa lạ đi vào bọn họ thật tò mò hỏi long bội cần long bội cần cũng không trả lời vì lẽ đó bọn họ đều chạy tới cửa đi hỏi cái kia hai cái thủ vệ lão long này hai cái lão long đương nhiên sẽ không đem trầm tường đưa cốt cách thần đan sự tình nói ra bọn họ cũng sợ bị ghi nhớ trên trầm tường cảm thấy thanh long lăng mộ rất có thể cũng ở trong thành phố này diện hắn cũng không tính xông vào bây giờ chỉ có thể trước tiên ở chỗ này mấy ngày nhìn có hay không những biện pháp khác để hắn khá là thuận lợi đi vào lăng mộ long bội cẩn dẫn theo một cái hàng thật đúng giá người qua lại đến chuyện này rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ long tộc bên trong tòa thành này có kiến tạo nhà đá cũng có thật nhiều sơn sơn thủy thủy mà Long bội cẩn ngay khi rời xa nhà đá quần sơn dã bên trong, đó là một hang núi, lúc này. Long bội cẩn bên ngoài sơn động cũng có thật nhiều Long ở vây xem. Bọn họ đều muốn gặp gỡ cái gọi là nhân loại, đại đa số Long đều chưa từng thấy. Kỳ thực, bọn họ càng muốn biết thế giới bên ngoài là như thế nào, liệt. Hỏa nha đầu, chớ đem bảo bối cất giấu nha, nhanh để hắn đi ra cùng đoàn người gặp gỡ đây là nữ tử âm thanh, nghe thấy lên quyến rũ, tràn ngập tao kính, đúng. Đúng, nhanh để hắn đi ra cùng chúng ta nói một chút chuyện bên ngoài, liệt hỏa nha đầu. Chúng ta trước đây cũng không làm sao đắc tội qua ngươi đi. Những kia cùng ngươi có cựu oán ra hỏa, nào dám hậu mặt đến, bọn họ đều không ở đây, ở. Trong sơn động trầm tường, cười nói, xem ra ta thật sự rất được hoan nghênh nha, cũng. Chỉ là ba phần nhiệt độ, chờ bọn hắn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình người nói không chắc sẽ bị bọn họ thiết tam đạo tứ. Lòng bội cần nói ra, sau đó, nàng đi tới cửa sơn động, hét lớn. Các ngươi này quần tẻ nhạt ra hỏa, có này thời gian rảnh rỗi không đi săn thú. Ở chỗ này lười biếng làm gì, nhân loại cũng là như vậy, không có gì lớn kinh tiểu quái. Bọn họ ngoại trừ sẽ không hóa thành giống. Đều cùng chúng ta hiện tại nhân loại hình thái như thế, mau. Tránh ra, đừng ầm ý, ta nghỉ ngơi, rát nhanh người cũng toàn bộ đi hết, bọn họ cũng biết long bội cẩn tính cách. Bình thường bọn họ đối với long bội cẩn cũng là muốn để ý tới hay không. Hiện tại đột nhiên như vậy ân cần, long bội cẩn sẽ như vậy cũng không kỳ quái bội cẩn. Cha ngươi đến cùng phạm vào cái gì sai, lại chịu đến nghiêm trọng như vậy trừng phạt. Trầm tường hỏi, hắn biết long bội cẩn không kiêng kỵ chuyện như vậy, vì lẽ đó hắn cũng lớn mật hỏi lên. Chương hai mươi thánh tôn dấu lớn tàn sát cùng tộc trong tộc có quy định bất luận mâu thuẫn bao lớn cũng không thể lạnh lùng hạ sát thủ cha ta hắn là chúng ta nơi này duy nhất vi phạm này tộc quy long long bội cẩn vội vàng từ hai cái bên trong hồ lô đổ ra các loại nước trái cây chính đang điều phối cái gì tuy rằng không làm được nhưng đã phiêu hương phân tán vì lẽ đó ta từ nhỏ đã bị cho rằng kế thừa cha ta huyết mạch lo lắng ta cũng sẽ phạm sai lầm như vậy, vì lẽ đó đại gia cũng không dám tới gần ta. Mà thực lực mạnh mẽ thì lại không sợ ta, còn cố ý làm tức giận ta. Chuyện như vậy thường thường phát sinh, ta đã quen. Lòng bội cẩn cầm một bát nước trái cây đưa tới, trầm tường uống một hớp, cười nói, không sai. Không nghĩ tới ngươi loại này ngũ đại tam thô liệt hỏa long nữ. Lại hiểu được làm loại này nước trái cây, cảm thấy thật uống, nơi này còn có. Long bội cẩn lại cho trầm tường rót một chén. Trầm tường cảm thấy nàng vẫn là rất tốt, trầm tường uống một hơi cạn sạch trong tay mình này. Chén, mới vừa cầm lấy một chén khác, liền nghe khách khí diện truyền đến tiếng la, long bội cẩn. Vội vàng đem nhân loại kia mang ra đến, cha ta muốn gặp hắn. Thanh âm này rất không hữu hảo, mang theo rất hung hăng ngữ khí, cốt. Long bội cẩn gào thét một tiếng, tiếng gào mang theo rồng gầm nhìn ra được nàng phi thường phẫn nộ trầm tường cũng là bị dọa một đại điều hơn nữa vừa nãy hắn còn rõ ràng cảm ứng được long bội cẩn sát ý trước long bội cẩn còn nói ở trong tộc là không thể giết đồng loại nhưng nàng nhưng có như thế đại sát tâm có thể thấy được nếu là không có quy củ này nàng đã sớm ra tay tiểu nha đầu đừng không biết phân biệt ta nói thế nào cũng coi như là trưởng bối người đối với trưởng bối vô lễ nhưng là phải bị phạt đây là thanh âm già nua, mang theo một tia lạnh lẽo cùng uy hiếp, cút. Long bội cẩn lại hô một tiếng, Long bội cẩn, ta tốt xấu là trong Long tộc Thánh Tôn. Mà cha ta cũng là trong Long tộc trưởng lão, người đối với chúng ta vô lễ như thế. Sẽ chờ bị phạt đi, Long bội cẩn đã không lại đáp để ý đến bọn họ. Chỉ là lấy ra một khối thịt lớn đến, cắt thành nhỏ khối. Chuẩn bị khảo cho trầm tường ăn, rất nhanh, ngoài cửa đôi kia phụ tử đi rồi, trầm tường hỏi. Bội cẩn, ngươi tại sao như vậy hận cái tên này? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không chừng trị hắn, không cần. Hai cha con họ dối trá cực kỳ, chỉ có ta biết bọn họ có cỡ nào ta ác ác độc. Ta nương năm đó vốn là sẽ không tự sát, nhưng cũng bị bọn họ nói xấu. Nói ta nương cũng tham dự tàn sát cùng tộc sự tình. Còn có cái kia long ảnh dịch đã từng đối với ta mưu đồ gây rối. May là ta từ nhỏ đã biết bọn họ là đại bại hoại vì lẽ đó ta rất chú trọng thực lực của chính mình tăng lên bằng không sớm đã bị tên khốn kia làm bẩn trầm tường cau mày nói thật là xấu về đến nhà đây chính là thù không đợi trời trung nha nói không chắc cha ngươi tàn sát cùng tộc sự tình đều cùng người trưởng lão kia có quan hệ đây ta không rõ ràng ta cũng không có chứng cứ nói chung trong tộc có một ít người là không có lòng tốt Long bội cẩn nói ra, nếu là Long đế muốn gặp ngươi, ta ngược lại thật ra yên tâm cho ngươi đi. Nhiều năm qua đều là Long đế lão nhân ra người trong bóng tối trợ giúp ta. Hiện tại Long đế bế quan, nếu như hắn xuất quan, nhất định sẽ gặp gỡ ngươi trầm. Tường gật gật đầu, bội cẩn, ngươi tại sao không đem đôi kia phụ tử sự tình nói ra? Ngươi lẽ nào cũng chưa nói với Long đế sao? Nói. Ra cũng không ai tin. ở chỗ này đôi kia phụ tử hình tượng đều rất tốt thắng được rất nhiều người tôn trọng cùng tín nhiệm ta cũng nói với long đế nhưng long đế mỗi lần nghe ta nói như vậy bọn họ đều sẽ lảng tránh chuyện này trầm tường sau khi nghe nói ra rất rõ ràng long đế cũng biết bọn họ đều là ra sao ra hỏa nhưng long đế không có đối phó bọn họ là không phải là bởi vì thực lực của bọn họ rất mạnh vẫn là long đế có nhược điểm gì bị bọn họ nắm lấy trước vạn cổ sơn đái đông công cũng là bởi vì được người chế trụ dẫn đến Vạn Cổ Sơn bị Đan Thần viện trưởng khống, không rõ ràng. Nếu muốn làm rõ, chỉ có nắm lấy đôi kia phụ tử, mạnh mẽ ép hỏi mới có thể biết được. Nhưng điều này cần thực lực. Long ảnh dịch là thánh tôn một trong, thực lực của hắn cũng không yếu, mà Long Kim Vinh là trưởng lão trăm thần cách cùng bảy, tám cốt cách ta không phải là đối thủ của hắn. Long bội cẩn lại có chảo hai cha con họ ý nghĩ, nếu như bọn họ thật sự như vậy xấu, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi ra tay. Thậm chí có thể biết rõ bọn họ đến cùng trà đã làm gì chuyện thất đức. Ta nắm giữ tìm tòi người khác ký ức công pháp. Trầm tường cười hắc hắc nói, khoảng thời gian này chúng ta cũng không thể ở lại chỗ này đi. Người không mang theo ta đi ra ngoài đi dạo sau, sáng. Mai lại đi nữa, ngày hôm nay nghỉ ngơi trước. Lòng bội cần chỉ chỉ một gian nhà đá, người đêm nay đang ở bên trong nghỉ ngơi đi ta hiện tại hơi mệt chút trước tiên đi nghỉ ngơi rồi sau khi trời tối trầm tường không có nghỉ ngơi mà là nằm ở trên giường lặng lẽ thả ra một tia thần hồn đi ra ngoài trôi nổi ở trong trời cao quan sát chỉnh tòa thành thị đêm đen nơi này chỉ có trăng tròn cũng không có đầy sao trầm tường cũng không biết vầng trăng kia là nơi nào đến hắn cảm giác được nguyệt quang cùng hắn quen thuộc không giống nhau lắm thành thị không có kết giới trận pháp cái gì, vì lẽ đó thần hồn của Trầm Tường có thể tới lui tự nhiên. Hắn hiện tại chính tìm kiếm Thanh Long Lăng mộ ở nơi nào. Đồng thời cũng muốn nhìn một chút Long Ảnh Dịch cùng Long Kim Vinh hai cha con họ ở nơi nào, rất. Nhanh, Trầm Tường liền tìm đến Long Ảnh Dịch, hắn một mình đi trên đường. Y phục trên người có chút loạn, hơn nữa trên mặt trả tràn đầy mê say. Vừa nhìn liền biết vừa đi tiêu giao khoái hoạt trở về, Long Ảnh Dịch ở tại nhà đá khu vực một cái. Đại Trạch viện, hắn vừa trở lại, Long Kim Vinh cũng vội vàng phi thoan đi ra, lớn tiếng nói ra. Lại đi ra ngoài ăn chơi chè chén, đều lúc nào còn không thành thật một điểm, cha. Ta này không phải tâm tình không tốt sao? Long Bội Cẩn Tiện nha đầu này lại dám như thế đối với chúng ta, nếu là rơi vào trong tay ta, ta nhất định phải làm cho nàng sống không bằng chết. Long ảnh dịch tỏ rõ vẻ hung tàn nói ra, sớm muộn nàng sẽ là ngươi, ngươi gấp cái gì? vào bên trong nói. Lòng Kim Vinh trầm giọng nói ra, trầm tường trong lòng một cái. Hai cha con họ quả nhiên cùng Long Bội Cẩn nói như vậy, đều là xấu về đến nhà khốn nạn. Hơn nữa hiện tại chả ở bày ra âm mưu gì, cha. Chỉ cần ta thu được tiến vào lăng mộ tư cách nhất định có thể tìm tới chúng ta muốn đồ vật. Long ảnh dịch cười lạnh nói, đến thời điểm coi như là Long Đế, cũng phải quỳ chúng ta, ta. Đã cùng ác linh tộc bên kia liên hệ được rồi đến thời điểm ngươi nhất định phải thắng lợi. Như vậy ngươi cũng có thể thông qua ta luyện chế pháp bảo, đem ác linh tộc đưa vào trong mộ. Long Kim Vinh nói ra, khoảng thời gian này ngươi ngàn vạn phải cố gắng tu hành. Tuyệt đối đừng ở thời khắc mấu chốt phạm sai lầm ta. Hiện tại nhưng là trong tộc thánh tôn người số một ai là đối thủ của ta. Long ảnh dịch vô cùng tự tin nói ra ta. Biết nhưng chuyện này cực kỳ trọng yếu, một khi thành công chúng ta đem có thể chúa tể cái này thiên tinh, toàn bộ long tộc đều muốn nghe chúng ta. Long Kim Vinh nghiêm khắc nói ra, khoảng thời gian này ngươi phải cho ta thành thật ở lại đây. Nếu là phạm sai lầm, ta nhiêu không được ngươi, được rồi, ta đi nghỉ ngơi rồi. Long ảnh dịch nói xong, liền trở về phòng, trầm tường nhưng là nghe trộm đến không phải bạo đồ. Vật, sau đó ở trong đêm khuya chạy đến long bội cẩn nhà đá, những này nhà đá là không có môn. Trực tiếp cũng đi vào, Long bội Cẩn rất cảnh giác, cảm thấy được có người đi vào. Vội vã từ trên giường nhảy lên đến, đối với Trầm Tường cả giận nói, ngươi muốn làm gì, bội? Cẩn, đừng hiểu lầm, ta có việc trọng yếu phải nói cho ngươi. Trầm Tường thấp giọng nói, thật sự rất trọng yếu, ta nếu là muốn đối với ngươi mấy chuyện xấu. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản đạt được ta sao? Chương 2294, tiến vào Long mộ cơ hội dấu lớn chuyện quan trọng gì nói đi long bội cẩn hư một tiếng nàng đối với trầm tường cũng không chọn vẹn tín nhiệm cho nên nàng lúc nghỉ ngơi ở thêm cái tâm nhãn long ảnh dịch cùng hắn tra lén lút cùng ác linh tộc liên hợp bọn họ chính đang mưu đồ trợ giúp ác linh tộc tiến vào thanh long lăng mộ trầm tường nói ra sao có thể có chuyện đó bọn họ tuy rằng đáng ghét nhưng không đến nỗi sẽ cùng ngoại tộc cấu kết đi lòng bội cẩn hơi kinh ngạc nói ra lại nói muốn đi vào lăng mộ cũng không dễ dàng coi như là lòng đế cũng rất khó đi vào thật sao ta nghe bọn họ nói chỉ cần thu được một cái cái gì tư cách cũng có thể đi vào thanh long lăng mộ còn có cái kia long ảnh dịch là cái gì thánh tôn hắn đối với mình rất tự tin trầm tường nói ra các ngươi long tộc có hay không có chuyện như vậy nghe được trầm tường hỏi như vậy, Long Bội Cẩn bỗng nhiên kinh hãi, liền vội vàng nói. Xác thực có chuyện như vậy, mỗi một quãng thời gian, thanh long lăng mộ đều sẽ mở ra một trận. Chỉ cho phép ủng có tư cách long mới có thể đi vào, mỗi lần chỉ có một cái tiêu chuẩn, hiện. Tại tin tưởng ta đi, ta vừa nãy cũng là nghe trộm bọn họ nói chuyện mới biết. Nếu để cho ác linh tộc tiến vào thanh long lăng mộ sẽ có cái gì ra sao hậu quả? Trầm tường hỏi, hậu quả vô cùng nghiêm trọng hiện tại ác linh tộc cùng thực lực của chúng ta gần như một khi bọn họ tiến vào lăng mộ. Thôn phệ thanh long thân thể, như vậy thực lực của bọn họ đều sẽ tăng nhiều. Đến thời điểm chúng ta cũng không phải ác linh tộc đối thủ, chúng ta sẽ bị bọn họ tiêu diệt. Long bội cần cau mày nói ra, lần này phiền phức rồi, muốn. Làm sao mới có thể thu được đến tư cách? Chúng ta đến thời điểm từ bên trong cản trở hắn. Không cho hắn thu được đi vào tư cách không được sao? Trầm tường cười nói, này không cái gì khó, hay hoặc là ngươi đi nói cho các trưởng lão khác. Vạch trần bọn họ phụ tử âm mưu, không được bọn họ phụ tử ở trong tộc rất có uy vọng. Các trưởng lão khác sẽ không tin tưởng ta. Lòng bội cần nói ra, mà nhân ta là nữ, vì lẽ đó ta không tham ngộ thêm tư cách đó sát hại. Bằng không ta nhất định sẽ ngăn cản hắn, là cái gì tư cách sát hại. Ta có thể hay không tham gia. Trầm tường cười nói ta ngược lại thật ra muốn đi thanh long lăng mộ nhìn ngươi lòng bội cẩn nhìn trầm tường sáng mắt lên nói ra hay là có thể bất quá ngươi có thể hay không tham gia muốn còn phải xem đại trưởng lão chúng ta long đế đang lúc bế quan đến thời điểm hắn khả năng cũng không ra được hơn nữa hắn bình thường cũng không chịu trách nhiệm chuyện như vậy đều là giao cho đại trưởng lão ngươi nếu là muốn tham gia chỉ cần đem đại trưởng lão bãi bình là được đại trưởng lão tuy rằng bình thường khá là nghiêm khắc nhưng ngầm đối với chúng ta bọn tiểu bối này vẫn là rất tốt trầm tường rõ ràng long bội cẩn ý tứ chính là để hắn sử dụng cốt cách thần đan đi để đại trưởng lão dàn xếp dàn xếp lại nói ta là nhân loại nếu là ta thành công thu được tiến vào tư cách các ngươi những này long biết sẽ không cảm thấy rất không cam tâm trầm tường cười nói này long tộc phi thường khuyết thiếu thần đan mà trầm tường vừa vặn có không ít hắn cảm giác mình nhất định có thể bãi bình cái kia đại trưởng lão chỉ bất qua hắn có chút bận tâm nếu như hắn thu được đi vào tư cách nơi này long đại náo lên không cho phép hắn đi vào như vậy hắn cũng phí công một hồi cuối cùng có thể không thể đi vào còn phải canh đồng long ý thức thanh long tuy nhưng đã chết đi nhưng hắn còn để lại một ít ý thức đến thời điểm chỉ cần có thể bước vào lăng mộ cánh cửa kia chúng ta long tộc thì sẽ không nói cái gì. Long bội cần nói ra, phải biết năm đó có không ít long đều thông qua tư cách sát hạch. Thu được số một, nhưng cuối cùng nhưng không cách nào tiến vào cánh cửa kia. Trăm năm một lần, mà có thể chân chính có tư cách cũng không phải rất nhiều, được. Ngày mai ngươi cũng mang ta đi tìm các ngươi đại trưởng lão. Trầm tường gật gật đầu, hắn cũng không biết chính mình cuối cùng có thể hay không bước vào cánh. Cửa kia, nếu như có thể thành công. Này chính là hắn tiến vào Thanh Long Lăng mộ thoải mái nhất phương thức, Hừng Đông. Long bội cần lấy điểm ăn cho Trầm Tường, nàng đối với nhân loại không phải hiểu rất rõ. Bất quá nàng mỗi ngày lên cũng phải ăn một chút gì mới thoải mái. Cho nên nàng cũng nhận là nhân loại sáng sớm lên cũng cần ăn đồ ăn, phàm nhân xác thực muốn ăn. Nhưng Trầm Tường loại tu vi này, ăn đan là được rồi. Đương nhiên, hắn hiện tại ăn cũng chỉ là qua qua miệng ẩn, nếm thử mùi vị mà thôi, đi. Ta dẫn ngươi đi tìm đại trưởng lão, ở trên đường ngươi không nên nói chuyện nhiều. Đừng để ý tới biết bọn họ. Long bội cần nói ra, trầm tường theo long bội cần đi ra sơn động. Đi tới náo nhiệt nhà đá quần, nơi này tương đương với gây sự như vậy, đây. Chính là nhân loại nha. Cũng không đặc biệt gì mà. Bất quá xem ra muốn so với ác linh tộc giả mạo tinh thần hơn nhiều, mặt cũng nhìn khá lắm, ác linh tộc đám người kia giả mạo nhân loại thực sự là quá khó nhìn. Lúc trước làm sao nhiều như vậy ngớ ngẩn tin tưởng đây, liệt. Hỏa nha đầu, tối hôm qua trên ngươi có phải là đem hắn dằn vặt cả một đêm? Nếu không hắn hiện tại tại sao không nói chuyện, phòng chừng là bị làm chơi đùa rất mệt đi. Một nam cười ha ha, ở này quần long nhãn bên trong. Có thể cùng long bội cẩn ở trong một cái sơn động ở chung một đêm. Cái kia là phi thường có bản lĩnh, tuy rằng Long bội Cần không hợp quần, nhưng muốn đem nàng chinh phục công long có thể nhiều lắm đấy. Chỉ có điều đến nay đều không có ai có thể đem nàng kỵ xuống, trầm tường chẳng qua là cảm thấy. Vô cùng không nói gì, này quần long nói cái gì cũng dám nói. Hiện tại hắn rõ ràng tại sao Long bội Cần không muốn đáp để ý đến bọn họ, Long bội Cần mang theo trầm tường đi tới một gian khá lớn ngoài nhà đám môn nàng gõ cửa hô đại trưởng lão người hiện tại có rảnh không một tên tỏ rõ vẻ nghiêm túc ông lão tóc trắng mở ra cửa đá trong mắt tràn đầy nghiêm khắc bội cẩn nha đây chính là ngươi kiếm về nhân loại kia đại trưởng lão nhìn một chút trầm tường lấy ra một hạt trong suốt hạt trâu ở trầm tường trước mặt quơ quơ nhìn thấy hạt trâu không có gì khác thường cũng gật gật đầu không phải ác linh tộc ở Vừa nãy trên đường tới, cũng không có Thiếu Long cầm loại hạt châu này chạy đến bên cạnh hắn. Lúc ẩn lúc hiện, vì là chính là nhìn hắn đến cùng có phải là ác linh tộc tiến. Vào đến nói chuyện, đại trưởng lão mặc dù coi như hung hung, nhưng cũng rất dễ nói chuyện. Đem Trầm Tường cùng Long bội cẩn mời vào trong phòng, sau khi đi vào. Long bội cẩn đi thẳng vào vấn đề, nói ra, đại trưởng lão, hắn tên là Trầm Tường chính hắn cũng không biết nguyên nhân gì tiến vào kết giới bên trong bây giờ không địa phương đi ta lo lắng hắn bị ác linh tộc chộp tới vì lẽ đó liền đem hắn mang về rồi đại trưởng lão gật gật đầu ở bên ngoài xác thực rất nguy hiểm đem hắn mang vào cũng không sai có thể làm cho chúng ta hiểu rõ kết giới ngoại môn thế giới tiểu tử có thể cùng ta nói một chút sao đương nhiên có thể người muốn nghe phương diện nào sự tình đây trầm tường hỏi, nghe. Một chút thần long tộc sự tình, thần long tộc là tinh pháp thần vực tứ đại thần tộc một trong. Cũng là mạnh nhất thần tộc, người nói trước đi nói thần long tộc. Sau đó sẽ nói một chút cái khác tam đại thần tộc. Đại trưởng lão lúc này có chút kích động. Lúc trước hắn chính là bị thần long tộc phái đến trông coi thanh long lăng mộ. Một cái chớp mắt cũng qua nhiều năm như vậy, thần. Long tộc khá tốt, không có bị diệt tộc, nhưng hiện tại cũng trốn đi bọn họ né thời gian rất lâu, vì lẽ đó ta cũng không biết, gần nhất thần long tộc tình huống. Trầm tường than thở, thần long tộc lại muốn trốn đi. Điều này làm cho đại trưởng lão cùng long bội cẩn đều vô cùng hoài nghi trầm tường. Chương 2295, ác linh xâm lấn. Dấu lớn trầm tường xem thấy vẻ mặt bọn họ, lại nói. Ta chỉ biết thần trong long tộc cường giả, đại đa số đều trúng rồi hắc long hoa độc này đều là tinh pháp thần vực những kia thiên tinh bá chủ làm ra chuyện. Này rốt cuộc là như thế nào? Tinh pháp thần vực sẽ xảy ra chuyện như thế? Lẽ nào là nhân loại quá đố kỵ chúng ta thần long tộc? Cho nên đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Đại trưởng lão phẫn nộ nói ra, đương. nhiên không phải, các ngươi thần long tộc xem như là thật rồi. Bất tử thần tộc toàn bộ diệt tộc chỉ có lẽ loi tán tán người không chết. Lang thang ở các nơi trầm tường đón lấy đem mình đối với chuyện này hiểu biết toàn bộ nói ra sau khi nghe xong đại trưởng lão vô cùng thở dài nói lòng người không cổ nha tinh pháp thần vực lại biến thành như vậy lúc trước chúng ta thanh long lão tổ minh biết mình tuổi thọ sắp tới không cũng nhận lệnh sao trầm tường nói ra thần long tộc hẳn là rất nhanh sẽ có thể làm lại tỉnh lại lên đến thời điểm tinh pháp thần vực nhất định phải đánh tới đến thần long tộc cùng với những cái khác hai đại thần tộc liên hợp lại. Lẽ ra có thể có thực lực không tệ, đại. Trưởng lão, trầm tường hắn cũng muốn tham gia tư cách sát hạch. Hắn cũng muốn đi xem thanh long lăng mộ. Long bội cần nói ra, đây là bọn hắn hôm nay tới tìm đại trưởng lão mục đích cái. Này, e sợ có chút không thích hợp, dù sao hắn là nhân loại. Đại trưởng lão lắc lắc đầu, đại. Trưởng lão, trầm tường có thể đi tới nơi này đối với chúng ta long tộc cũng có trợ giúp rất lớn long bội cẩn lại nói chỉ là cho hắn tham gia tư cách sát hạch mà thôi cuối cùng có thể không thế tiến vào thanh long lăng mộ vẫn là thanh long ý thức làm quyết định trầm tường vội vã lấy ra hai hạt thái phẩm cốt cách thần đan cười nói đại trưởng lão ta nghe bội cẩn nói các ngươi nơi này khuyết thiếu khuyết thiếu loại này thần đan xin mời không nên khách khí đại trưởng lão này nhìn thấy này hai hạt thần đan lão mắt đều xem trực thở dài nói thái phẩm cốt cách thần đan thực sự là đây chỉ là vãn bối một điểm tâm ý đại trưởng lão cũng không nên khách khí trầm tường cười hì hì đem thái phẩm thần đan nhét qua nói thật sự ta tham gia tư cách sát hạch còn có một mục đích chính là muốn nhìn một chút thực lực của chính mình cùng các ngươi long tộc thiên tài cách biệt bao xa lòng bội cẩn trước cũng ám chỉ qua trầm tường dùng một ít cốt cách thần đan mua được Đại trưởng lão này, khi đó nàng cũng chỉ cho rằng trầm tường biết dùng thượng phẩm cốt cách. Thần đan, không nghĩ tới hiện tại lại là thái phẩm, đại trưởng lão cảm thấy long bội cần nói tới. Cũng vô cùng có đạo lý, chỉ là để trầm tường tham gia sát hạch mà thôi. Cuối cùng có thể không thể đi vào không nhất định. Huống hồ tại lúc khảo hạch trầm tường cũng có thể bị thua, nếu là trầm tường thật có thể đi. Vào thanh long lăng mộ, như vậy bọn họ toàn tộc cũng không có gì nói này dù sao cũng là được thanh long tán thành, nếu tiểu tử nhiệt tình như vậy, ta cũng không tiện cự tuyệt đa tạ. Đại trưởng lão nhưng là nhớ tới hắn lần trước nhìn thấy loại này phẩm chất tốt cốt cách thân. Đan thì, là phi thường cửu viễn sự tình, mà long đế cả ngày bế quan luyện đan tu luyện. Luyện chế ra đến đan đại đa số đều là tương đối kém kính, coi như hắn có thể được. Sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không lớn, nhưng này phẩm chất thượng thừa thái phẩm cốt cách thân đàn liền không giống, nói không chắc có thể làm cho hắn ngưng ra cốt cách đến, sau. 12 ngày, ngươi tìm đến ta là được, ta dẫn ngươi đi tham gia tư cách sát hạch. Đại trưởng lão nói ra, đem chuyện này giải quyết. Trầm tường cùng long bội cẩn đều tùng không ít. Bọn họ đến trước còn tưởng rằng không thể thực hiện được. Đến thời điểm liền cần nghĩ biện pháp khác trở lại long bội cẩn sơn động sau. Long bội cẩn nói ra, ngươi lại vẫn hiểu được luyện chế thái phẩm thần đan xem ra ngươi thuật luyện đan còn cao hơn long đế ra rất nhiều từ đại trưởng lão biểu hiện cũng có thể nhìn ra ngươi hiện tại có muốn ăn hay không cốt cách thần đan tu luyện cốt cách trầm tường cười nói ngươi hiện tại nội tình không sai bắt đầu tu luyện cốt cách cũng tương đối dễ dàng chỉ có điều muốn chịu đựng không nhỏ thống khổ sự đau khổ này ngươi khả năng xưa nay đều không có đã nếm thử ngươi không phải nói ngươi không có bao nhiêu cốt cách thần đan sao Ngươi vẫn là để cho chính ngươi đi. Long Bội cần tuy rằng muốn, nhưng nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là để cho Trầm Tường. Bởi vì Trầm Tường ở chỗ này cần dùng cốt cách thần đan lấy lòng Long tộc trưởng lão ta. Cốt cách thần đan là không nhiều, nhưng ta có một ít thần dược. Bất cứ lúc nào cũng có thể luyện chế. Trầm Tường lấy ra mấy hạt trung phẩm cốt cách thần đan đưa cho Long Bội Cẩn, Long Bội Cẩn hiện tại có 95 thần cách, vì lẽ đó thân thể khẳng định cũng rất mạnh cho nên nàng tu luyện đệ nhất cốt cách thời điểm. Dùng hạ phẩm cốt cách thần đan là không được cầm đi. Trầm tường nhét vào long bội cẩn trong tay. Sau đó cùng nàng nói một thoáng ngưng cốt cách yếu điểm, long bội cẩn đem nhớ kỹ trong lòng. Bởi vì nàng phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn. Tu luyện cốt cách cũng là nàng vẫn hy vọng xa vời sự tình, nàng tiến vào chính mình nhà đá sau. Trầm tường cũng trở về đi luyện đan, hắn hiện tại có thời gian mà trên tay hắn không ít cốt cách thần đan thần dược. Sấn hiện tại hắn muốn luyện chế nhiều hơn chút, chờ hắn trở lại thương vân thành. Lại muốn phân phát một nhóm lớn, mấy cái canh giờ qua. Trầm tường nghe thấy yếu ớt thống khổ than nhẹ. Điều này làm cho trong lòng hắn thầm giật mình, dĩ. nhiên chỉ ăn một hạt cũng thành công ngưng đệ nhất cốt cách, rất lợi hại mà. Nguyệt Nhi cũng nghe thấy, cười nói, xem ra nàng dựa vào sự giúp đỡ của ngươi rất nhanh sẽ có thể ngưng ra rất nhiều cốt cách đến nếu là ta có thể đem cốt cách thần quả thành công luyện thành đan nói không chắc ngưng cốt cách biết càng tăng nhanh hơn trầm tường hồi tưởng lại hắn ngưng thứ tám cốt cách thì trải qua liền cảm thấy phi thường sảng khoái trầm tường kế tục luyện đan hắn ở chỗ này nói không chắc cũng cần dùng đến cốt cách thần đan hắn cảm thấy dùng để thu mua những thần long này tốt vô cùng dùng hắn thậm chí muốn bắt cóc một nhóm thần long, rất nhanh sẽ qua một ngày. Trầm tường đi tới long bội cẩn nhà đá cửa, nhìn thấy bên trong có ảo 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 tiếng nước. Liền biết long bội cẩn chính đang cọ rửa thân thể. Hắn biết long bội cẩn trước đây suýt chút nữa bị long ảnh dịch xâm phạm. Vì lẽ đó hắn rất thức thời chạy đi. Long bội cẩn ở phương diện này có thể là phi thường mẫn cảm, trầm tường ở trong sảnh mua bán lại những kia cái bình, bên trong có nước trái cây thật rượu trái cây hắn lấy một điểm đi ra uống không bao lâu lòng bội cẩn từ trong nhà đá đi ra lúc này nàng ngưng ra cốt cách tâm tình cũng rất tốt xem ra cũng đẹp đẽ hơn nhiều lòng bội cẩn đều bị người gọi là liệt hỏa nha đầu liền biết tính cách của nàng là phi thường nóng nảy loại kia trầm tường cũng thế nào cảm giác bất quá hiện tại hắn nhìn thấy lòng bội cẩn tỉ mỉ điều phối rượu trái cây thì cái kia ôn nhu một mặt cảm thấy rất là vui tai vui mắt cảm giác thế nào? Có phải là cảm giác mình trở nên lợi hại càng nhiều? Trầm tường cười nói, hừm, ngừng cốt cách quá trình quả nhiên rất thống khổ, bất quá đối với ta mà nói không có gì. Lòng bội cần bưng một bình rượu trái cây lại đây. Cho trầm tường đổ đầy một chén, trầm tường vừa định uống. Một tiếng rồng gầm như sấm nổ truyền đến. Chấn động đến mức sơn động ở hơi lay động, long bội cần thay đổi sắc mặt là ác linh tộc xâm lấn, ta hiện tại muốn đi ra ngoài ứng chiến, ngươi ở lại đây, trầm. Tường nhất thời cảm thấy kỳ quái, Long ảnh dịch cùng Long kim vinh này hai cha con. Không phải phải giúp ác linh tộc lẫn vào thanh long lăng mộ sao? Hiện tại ác linh tộc hẳn là khỏe mạnh ở tại địa bàn của chính mình mới đúng. mươi 2296, Đại Nội Gian. Dấu lớn trầm tường không muốn ở lại chỗ này, nói ra ta cùng đi với ngươi đi. Ta cũng muốn nhìn một chút ác linh tộc hắn. Từ Ngô Chi cái kia biết được ác linh tộc khá là dễ hiểu sự tình. Nhưng không có tận mắt giảng qua, trước hắn nhìn thấy cũng chỉ là ác linh tộc làm cái đi ra tinh không huyết ma, long bội cần. Chẳng qua là cảm thấy Trầm Tường là cái khách mời, không nên cùng nàng đi ra ngoài đánh đánh giết giết, nhưng Trầm Tường nếu yêu cầu, nàng cũng không tiện cự tuyệt, nàng đối với Trầm Tường thực lực hiểu rất rõ còn mạnh hơn nàng rất nhiều, trầm tường theo Long bội Cẩn. Trong tay ôm cái kia ấm rượu trái cây, vừa đi vừa uống, đại trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Long bội Cẩn ở trên đường gặp phải cái kia đại trưởng lão. Đại trưởng lão này dĩ nhiên hướng về bọn họ bên này chạy trầm Tường, ngươi đừng đi ra ngoài, ác linh tộc là hướng về phía ngươi đến. Bọn họ biết được có loài người thực sự đi vào, bọn họ cũng muốn đi qua bắt ngươi đại trưởng lão nói ra ác linh tộc tin tức như thế linh thông. Khẳng định là Long ảnh dịch cùng Long Kim Vinh nói ra. Long bội cần cùng trầm tường đều lập tức đoán được là ai mật báo. Bọn họ không nghĩ tới hai cha con họ cùng ác linh tộc lui tới như vậy mật thiết bọn. Họ đến thời điểm cũng cho thấy nói là tới bắt ta. Bọn họ lấy ra sao lý do? Trầm tường hỏi, hắn cảm thấy chuyện này khẳng định không đơn giản như vậy, bọn họ nói ngươi đi tới nơi này ngôi sao thời điểm nhặt được bọn họ trọng yếu bảo vật chỉ cần bị bọn họ nhìn thấy bọn họ cũng có thể tác phải quay về vì lẽ đó bọn họ muốn ngươi đi ra ngoài đại trưởng lão nói ra mặc kệ chuyện này có phải là thật hay không ngươi đều đừng đi ra ngoài miễn cho bọn họ khiến âm mưu quỷ kế gì trầm tường gật gật đầu nói với long bội cẩn bội cẩn ngươi cẩn trọng một chút ta về ngươi sơn động chờ ngươi, không cần lo lắng cho ta, có đại trưởng lão ở đây. Long bội cần nói ra, sau đó cùng đại trưởng lão chạy hướng về cửa lớn, trầm tường mới vừa mới. Lúc nói chuyện, cũng cố ý nói tới rất lớn tiếng. Chính là vì để trốn ở bên cạnh nghe trộm ra hỏa nghe được, trở lại sơn động thời điểm. Trầm tường quả nhiên nhận ra được không đúng, ở đây có người mai phục các ngươi là ai. Trầm Tường nhìn chung quanh, thản nhiên nói, lúc này chung quanh đây đều không có ai. Long bội cần cùng đại trưởng lão những này hào thủ đều chạy đến ngoài thành. Nơi này trống trơn, rất thuận tiện động thủ, Trầm Tường vừa nghĩ liền biết. Đây là Long Kim Vinh để Ác Linh tộc phối hợp, sau đó đem sấn loạn xuống tay với hắn. Hắn không hiểu chính là hai cha con họ tại sao muốn bắt hắn, soạt 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 mấy đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện đều là mặc áo đen phục người, không phải long. Trầm tường trong lòng kinh ngạc cực kỳ, này trong long tộc. Lại lẫn vào ác linh tộc ác linh, này mấy cái hắc y ác linh không nói hai lời. Từ bốn cái phương hướng nhằm phía trầm tường, cũng chút thực lực này chả muốn đối phó ta. Trầm tường trong lòng cười gằn một cái thuấn gì cũng tách ra. Lắc mình đi tới một tên hắc y ác linh phía sau, lấy ra sáng thế thần lô để sáng thế thần lô trở nên rất lớn, cấp tốc đem cái kia hắc y ác linh bọc lại. Thu vào bên trong đốt thành cho, ba người kia hắc y ác linh nhìn thấy, cũng là thầm giật mình. Bất quá bọn hắn không cho là trầm tường rất mạnh, con mắt của bọn họ tràn ngập vẻ tham lam. Nhìn trầm 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 tường trong tay sáng thế thần lô, đứng lại cho ta. Trầm tường rên lên một tiếng, mặt đất đột nhiên bốc lên mấy cái thủy long đem cái kia ba tên hắc y ác linh cho cuốn lấy trầm tường thuấn di đi qua trong chớp mắt liền đem hai cái hắc y ác linh thu vào sáng thế thần lô bên trong luyện chết còn lại một cái bị hắn dùng nhiếp hồn ma chú siêu tầm ký ức sau lại bị hắn thu vào sáng thế thần lô đám người kia thật nhược trầm tường nhìn chung quanh không có để lại dấu vết gì sau đó cũng vào sơn động bên trong là đôi kia phụ tử sao nguyệt nhi hỏi không Sai, bọn họ quả nhiên mang có không ít ác linh tộc đi vào. Không biết bọn họ nơi nào làm ra pháp bảo, có thể làm cho ác linh tộc ở bên trong mà không bị phát hiện. Cũng như cùng ta u giao giới như thế. Trầm Tường nói ra, vừa nãy bốn cái gia hỏa chính là nghề nghiệp vào, bọn Họ tại sao muốn bắt ngươi? Nguyệt Nhi hỏi, Long, Kim Vinh biết ta có cốt cách thần đan, xem tới nơi này đâu đâu cũng có cơ sở ngầm của bọn họ cũng không biết bọn họ là làm sao biết bởi vì ta cùng long bội cần quan hệ rất tốt bọn họ cũng biết trong tay ta cốt cách thần đan chắc chắn sẽ không cho bọn họ vì lẽ đó bọn họ mới dùng chiêu này trầm tường nói ra này đều là ta từ cái kia ác linh trong ký ức biết được long kim vinh ở ác linh tộc bên trong địa vị rất cao tương đương với đệ nhị người nắm quyền hắn rất sớm đã gia nhập ác linh tộc hơn nữa còn học được ác linh tộc pháp môn nếu là hắn có cơ hội tiến vào thanh long lang mộ hậu quả khó mà lường được nha đến thời điểm hắn khẳng định là trong long tộc mạnh nhất hơn nữa hắn thống lĩnh ác linh tộc long tộc khẳng định không phải là đối thủ thật không nghĩ tới hai cha con họ đáng sợ như vậy bọn họ ở đây cũng có rất tốt danh tiếng nguyệt nhi nói ra bọn họ lại có ý đồ nhằm vào ta như vậy cũng được ta cũng cùng bọn họ vui đùa một chút ai sợ ai trầm tường cười lạnh nói, ác linh tộc ở trong này rất dễ dàng bị phát hiện. Long Kim Vinh cũng chỉ là thả ra bốn con đến, để cho bọn họ tới chảo trầm tường. Bọn họ đại đại đánh giá thấp trầm tường thực lực. Vì lẽ đó này bốn cái ác linh tới bắt trầm tường. Toàn bộ đều bị trầm tường tiêu diệt, trầm tường ở bên trong hang núi đợi hai canh giờ. Long bội cẩn cũng quay về rồi, nàng xem ra có chút quể oải nhưng lại có vẻ rất là hưng phấn tình huống như thế hắn trước đây cũng thường thường ở lạnh u lan trên người từng thấy hiếu chiến bình thường đều là như vậy đánh tới đến rồi trầm tường cười nói hừm bọn họ không muốn đánh nhưng đều đi tới chúng ta cửa lớn nhất định phải mạnh mẽ đánh bọn họ lòng bội cẩn nói ra sau đó lấy ra rượu trái cây hét lớn lên trầm tường lấy ra bốn hạt hạt trâu màu đỏ cười nói bội cẩn người biết đây là cái gì ư long bội cẩn sau khi nhìn thấy, vội vã nuốt xuống trong miệng rượu trái cây, nói ra. Ác linh huyết châu, ngươi là làm thế nào chiếm được? Này tương đương với ác linh một viên cốt cách rất quý giá. Bên trong đều là tinh khiết năng lượng, ồ. Này tương đương một viên cốt cách nha, xem ra có thứ này ác linh rất mạnh mà. Trầm tường đúng là không nghĩ tới, bất quá những kia ác linh đều không mạnh. Bị hắn dùng sáng thế thần lô bao một cái sẽ chết đương nhiên, ác linh cùng chúng ta không giống. Ác linh muốn tu luyện tới đỉnh cao mới có thể ngưng loại này huyết châu. Thì tương đương với chúng ta tu luyện ra trăm thần cách mới có thể tu luyện cốt cách như thế. Vì lẽ đó bọn họ đều nắm giữ trăm thần cách thực lực, ngươi đến cùng là nơi nào làm ra. Long bội cần hỏi tới, những này ác linh huyết châu nàng chỉ từng thấy mấy lần. Tuy rằng nàng giết qua không ít ác linh nhưng xưa nay chưa từng gặp qua có loại này huyết châu, nếu là gặp phải. Nàng hơn nửa cũng sẽ bị giết chết ngay. Khi vừa nãy ta về trên đường tới, ta bị bốn cái ác linh vây quanh rồi. Trầm tường đem việc trải qua nói cho Long bội cần. Sau đó đem chính mình từ ác linh trong ký ức siêu tầm đến đến cũng nói ra trầm. Tường, ngươi thật là lợi hại. Ta vẫn cho là nhân loại rất nhỏ yếu. Lòng bội cần không khỏi cảm khái nói, cái kia bốn cái ác linh ở trong mắt nàng đều là rất mạnh. Nhưng trầm tường nhưng dễ dàng cũng giết chết, hắn trả oán giận ác linh quá yếu. chương 2297, Thanh Long Hồ. Dấu lớn trầm tường thưởng thức trong tay cái kia bốn hạt ác linh huyết châu. Trước hắn còn tưởng rằng vật này không thể dùng. Không nghĩ tới long tộc đối với loại này huyết châu như vậy có trọng các người lòng bình thường đều là làm sao sử dụng loại này ác linh huyết châu. Trầm tường hỏi, ăn, đi, ác linh tuy rằng gọi là ác linh, thế nhưng sức mạnh của bọn họ nhưng phi thường tinh khiết. Tỉ như loại này ác linh huyết châu. Đối với chúng ta tăng lên thần cách tu vi có trợ giúp rất lớn. Bởi vì bên trong ẩn chứa tinh khiết tinh lực, ăn sau khi cũng có thể cường thân tráng thể. Long bội cẩn nói ra, ngươi có muốn thử một chút hay không xem trầm tường đưa tới một hạt, không cần, ta tu luyện tới 95 thần cách. Thân thể cũng đã rất cường đại, lại ăn đi, đối với cốt cách thần đan yêu cầu cũng sẽ cực cao. Long bội cần nói ra, trầm tường ăn một hạt. Ác linh huyết châu tiến vào thân thể của hắn sau lập tức tan ra. Dường như một trận gió mát ở trong cơ thể hắn chung quanh thổi. Rất nhanh sẽ cùng máu thịt của hắn cốt hòa vào lên, thật. Thần kỳ ác linh huyết châu, ta còn tưởng rằng muốn luyện hóa một phen đây. Trầm tường thở dài nói, sau đó càng làm còn lại ba hạt ăn, ngươi. Này tương đương với dung hợp bốn viên cốt cách rồi. Lòng bội cẩn nói ra, ngươi không có cảm thấy được thân thể có biến hóa gì đó, có. Không nghĩ tới dung hợp tốc độ nhanh như vậy, nếu là lại nhiều hơn chút. Nói không chắc có thể trợ giúp ta đem cốt cách ngưng đi ra. Trầm tường cười nói, hắn cũng chỉ là tùy tiện nói một chút bởi vì hắn sau đó phải ngưng đi ra chính là thứ chín cốt cách là cuối cùng. Phi thường gian nan, Long bội cần nói ra. Chỉ cần lần này chúng ta có thể phá hoại Long Kim Vinh kế hoạch của bọn họ là được. Chờ Long đế đi ra, ta sẽ đem chuyện này nói cho hắn, tiến. Vào thanh Long mộ tiêu chuẩn chỉ có một cái. Chỉ cần có thể thu được là có thể phá hoại Long Kim Vinh kế hoạch của bọn họ. Coi như trầm tường cuối cùng không thế tiến vào thanh Long mộ nhưng chỉ cần có thể thu được tiêu chuẩn, lòng Kim Vinh phụ tử kế hoạch vẫn như cũ biết bị nhỡ, trầm tường nguyên bản chỉ là phi thường. Căm ghét hai cha con họ, nhưng lúc trước bọn họ lại phải ác linh tới bắt hắn. Cảnh này khiến trong lòng hắn có sát tâm. Hắn ghét nhất người khác như thế đối xử hắn, còn có hơn 10 ngày liền muốn bắt đầu tư cách đó. Sát hạch nội dung cụ thể long bội cần cũng không biết bất quá nàng lại biết tư cách kia sát hạch là ở thanh long mộ bên ngoài tiến hành thời gian sau này bên trong long bội cẩn dành thời gian tu luyện cốt cách trong tay nàng còn có trầm tường cho cốt cách thần đan nàng nhưng là hận thấu long kim vinh phụ tử tuy nói long tộc quy định không thể tự giết lẫn nhau thế nhưng nàng nhưng không để ý chỉ cần có đầy đủ chém giết long kim vinh phụ tử thực lực nàng nhất định sẽ ra tay rất nhanh hơn 10 ngày cũng qua, đại trưởng lão cũng tới đến Long Bội Cẩn Sơn Động. Những ngày qua bên trong, Long Bội Cẩn lại tu luyện ra một viên cốt cách. Hiện tại nàng đã nắm giữ đệ nhị cốt cách. Nàng thường thường đi ra ngoài săn giết dị thần thú. Cho nên nàng trong tay cầm không ít thật thần hồn, có thể hòa vào nàng cốt cách bên trong, đại. Trưởng lão, ngươi tới được thật sớm. Trầm tường cười nói, ngươi thật có thể để ta tiến hành thuận lợi tư cách sát hạch sao, ngươi yên tâm, ta thu phục ngươi cái kia hạt thái phẩm cốt cách thần đan. Ta bảo đảm sẽ làm ngươi thuận lợi tiến hành. Đại trưởng lão mặt nghiêm túc trên nở một nụ cười. Nhìn ra được cái kia hạt cốt cách thần đan để hắn thu hoạch không ít trầm tường trong lòng âm. Thầm cảm thấy kỳ quái, này trong long tộc long tu luyện cốt cách cũng quá nhanh hơn một chút. Đi, lòng bội cẩn này hơn 10 ngày bên trong cũng tu luyện ra hai viên đến mà trước mắt đại trưởng lão này tựa hồ cũng vừa mới vừa tu luyện ra một viên bằng không nguyên bản tỏ rõ vẻ nghiêm túc hắn là sẽ không cười lòng bội cần cũng giống như vậy tuy rằng nàng không có bật cười nhưng cũng có thể nhìn ra được tâm tình của nàng rất tốt nàng cũng bồi tiếp trầm tường cùng đại trưởng lão đi tới tiến hành sát hạch địa phương hiện tại đi phương hướng chính là tòa thành này trung gian trầm tường đối với nơi này diện hoàn cảnh cũng quen với nhưng hắn vẫn là không biết thanh long mộ ở nơi nào trung gian có một tòa xem ra khá là cũ nát trạch viện này trạch viện trầm tường trước cũng dụng thần hồn xem qua hắn không nghĩ tới thanh long mộ lại ngay khi chung quanh đây long bội cẩn trước đã nói tiến hành sát hạch địa phương là ở thanh long mộ bên ngoài này cũ nát trạch viện chính là sát hạch địa điểm như vậy nói thanh long mộ ở ngay gần sân khá lớn ở trong sân còn có một cái hồ nước nhỏ bên trong hồ nước dựng một tòa xem ra rất tinh xảo thanh gạch hòn đá nhỏ ốc. Trước thần hồn của trầm tường bay lượn qua này trạch viện thời điểm, cũng chú ý tới. Lúc đó hắn trả thưởng thức một thoáng, đại trưởng lão, người dẫn bọn họ tới làm gì? Đây là tư cách sát hạch, nữ tử cùng ngoại tộc người là không tham ngộ thêm. Nói chuyện chính là long ảnh dịch. Hắn ánh mắt mang theo âm lãnh nhìn trầm tường cùng long bội cần. Bốn người bọn họ thực lực không sai ác linh bọn họ đều cho rằng là trầm tường cùng long bội cẩn làm ra long kim vinh làm trưởng lão cũng ở ở đây hắn nói ra đại trưởng lão nếu là ngươi để cho bọn họ tới xem xem trò vui ta không ý kiến nếu là ngươi để bọn họ tham gia vậy ta liền muốn phản đối long kim vinh cũng đã kế hoạch tuyệt không thể xuất hiện biến số đại trưởng lão tự mình đi đem trầm tường cùng long bội cẩn gọi tới vừa nhìn liền biết này không phải đơn giản mời đến quan sát. Rất có thể là muốn cho bọn họ tham gia, đại trưởng lão nói một cách lạnh lùng nói. Chúng ta long tộc có thể không có bất kỳ quy tắc nào khác nói không cho phép ngoại tộc người. Tham gia, bội cần chỉ là đến xem trò vui, tham gia chính là vị này tiểu ca, hắn đến. Để chúng ta biết được chuyện xảy ra bên ngoài, hơn nữa hắn còn phải đến ác linh tộc bảo vệ si yếu ác linh tộc thực lực, trầm tường căn bản không có được ác linh tộc bảo vệ. đó chỉ là long kim vinh vì gây phiền phức cố ý để ác linh tộc nói. hiện tại không nghĩ tới lại trở thành đại trưởng lão muốn cho trầm tường tham gia tư cách sát. hạch lý do đại trưởng lão ngươi, ta quyết không cho phép hắn tham gia. long kim vinh cảm thấy trầm tường không đơn giản, bằng không hắn phái ra bốn cái ác linh hảo thủ cũng sẽ không lặng lẽ chết đi, long. Kim Vinh, ngươi thật giống như quản được quá rộng đi. Ở trong Long tộc ngươi có chức trách ta xưa nay cũng không hỏi đến. Mà sát hạch là ta phụ trách, ngươi nếu muốn thay đổi quyết định của ta, ngươi cũng chỉ có thể đem ta giết chết bằng không ngày hôm nay dù như thế nào. Ta cũng phải làm cho hắn tham gia, hoặc là ngươi đem Long đế mời đi ra để hắn làm quyết định. Đại trưởng lão ngữ khí vô cùng cứng rắn, nguyên bản hắn cũng rất mặt nghiêm túc. Lúc này xem ra càng thêm đáng sợ, đại trưởng lão ở trong này vẫn rất có uy vọng. Lúc này mấy cái trưởng lão đều đứng ra dồn dập thế đại trưởng lão nói chuyện. Dù sao thực lực của hắn bãi ở nơi đó, lúc này Long Kim Vinh như thế nào đi nữa không muốn, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể để Trầm Tường tham gia tư cách sát hạch thêm vào Trầm Tường. Tổng cộng là 10 cái long cùng một kẻ loài người. Cái kia 10 cái long đều là thánh tôn, thực lực đều rất mạnh. Long bội cần trước tỉ mỉ nói với trầm tường thực lực của bọn họ, được. Sát hạch chuẩn bị bắt đầu, trước tiên cùng các ngươi nói một chút quy tắc. Đến thời điểm các ngươi cần nhảy vào thanh long này trong hồ. Đại trưởng lão chỉ chỉ phía trước cái kia hồ nước nhỏ, đừng xem đây là một cái hồ nước nhỏ. Các ngươi nhảy xuống sau khi biết đi đến một cái bí cảnh bên trong. Đó là thanh long năm đó thành lập đi vào sau ba ngày các ngươi sẽ bị tự động đưa đến mặt nước mà. Các ngươi đi vào muốn đối mặt sát hạch chính là tìm kiếm nhiều nhất vảy rồng mảnh vỡ. Cái kia đều là thanh long dùng chính mình vảy rồng luyện chế mà thành mảnh vỡ, sau ba ngày. Ai vảy rồng nhiều, ai cũng thu được số một. Nhớ kỹ, được vảy rồng nhất định phải nhỏ máu đi vào, bởi vậy, coi như bị cướp đi. Cũng sẽ không chắc chắn, nghe tới rất đơn giản, nhưng đồng thời tiến vào bí cảnh. Nhất định sẽ phát sinh xung đột. Chương 2298 Thanh Long bí cảnh. Dấu lớn trầm tường nhìn một chút long ảnh dịch tiếp xúc được long ảnh dịch ánh mắt. Hắn cảm giác được nồng đậm sát ý, đại trưởng lão vừa lớn tiếng nói, "Còn có. Các ngươi đi vào bên trong tuyệt không có thể mở sát giới, có thể đem đối phương đả thương. Nếu là đại khai sát giới, không chỉ sẽ bị thủ tiêu tư cách. Sau khi ra ngoài còn muốn bị tộc quy xử tử, các ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, đại Trưởng lão nhìn trầm tường, nghiêm túc nói, trầm tường. Người đến thời điểm có thể mở ra cái khác giết bằng không như chúng ta biết xử tử ngươi. Đương nhiên, bọn họ cũng không thể giết ngươi, nếu là bọn họ giết ngươi. Ta cũng sẽ để bọn họ đền mạng, trầm tường gật đầu nói, đại trưởng lão, ta nhớ kỹ rồi, được. Bất quá ngươi đi vào hơn nửa cũng không sẽ tìm đến bao nhiêu vảy rồng. Bởi vì ngươi không phải long, mà chúng ta long tộc đối với vảy rồng có cảm ứng lý do sẽ so với ngươi có thật nhiều ưu thế đương nhiên ngươi đi vào cũng chỉ là rèn luyện mà thôi không muốn quá để ở trong lòng đại trưởng lão nói ra nghe được đại trưởng lão nói như vậy lòng kim vinh trong lòng cũng âm thầm yên tâm một chút hắn biết đại trưởng lão nói không sai tìm kiếm vảy rồng bọn họ long tộc nhất định phải so với nhân loại nhanh như vậy hiện tại liền bắt đầu tiến vào thanh long bí cảnh ở bên trong cũng không có thiếu thử thách chờ các ngươi vảy rồng không phải là như vậy dễ dàng cũng có thể được mặc dù các ngươi có thể cảm ứng được đến nhưng cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể thu được đại trưởng lão nói ra sau đó trầm tường cùng cái khác mười tên thánh tôn dồn dập nhảy vào thanh long hồ chỉ là vừa đụng tới hồ nước trầm tường trước mắt cũng bốc lên bạch quang sau đó hắn phát hiện mình rơi xuống ở một mảnh trong vũng bùn, làm cho cả người bẩn thỉu cảm. Ứng vảy rồng, xem ra muốn thu được tư cách có chút khó khăn. Như vậy quy tắc thật giống cần một chút may mắn, coi như ta không ở nơi này. Lòng ảnh dịch cũng không nhất định phải nhận được duy nhất tiêu chuẩn, trầm. Tường từ đầm lầy lên, thả ra một luồng thủy thuộc tính thần lực. Trôi nổi ở trên đỉnh đầu chính mình, đem trên người đầm lầy cọ rửa mau mau sau đó phóng thích nhiệt khí hong khô thân thể, ngươi. Có thể hay không cảm ứng được vảy rồng nha, bằng không cũng đến không? Nguyệt Nhi nói ra, nói chung ta là không cảm ứng được, trầm. Tường lấy ra cửu tiêu thần kiếm, nói ra ta cùng Thanh Long đời sau vẫn có không ít tiếp xúc. Hiện tại chỉ có thể xem trước một chút cửu tiêu thần kiếm bên trong Thanh Long bộ phận có không? Có phản ứng, cửu tiêu thần kiếm cũng là dùng Thanh Long thân thể luyện chế ra đến chỉ có điều đó là đời sau thanh long. Thực lực cũng không có này tinh pháp thần vực mạnh mẽ, có phản ứng rồi. Trầm tường lập tức cửu tiêu thần kiếm tại chỗ chuyển quyền. Chuyển tới một phương hướng thời điểm, cửu tiêu thần kiếm đột nhiên chiến lên, kha kha chỉ cần có phản ứng, ta cũng có cơ hội. Trầm tường thu hồi cửu tiêu thần kiếm. Hướng vừa nãy kiếm chỉ phương hướng thuấn di đi qua, thanh long này bí cảnh bên trong không chung một mảnh trắng xóa, cũng không có ánh mặt trời, nhiệt độ vô cùng cân bằng. Thỉnh thoảng sẽ có gió thổi tới, trầm tường cảm thấy trong này hẳn là không đêm đen, thanh. Lòng bí cảnh vẫn đúng là đại. Trầm tường thuấn di một lát cũng có thể cảm giác được. Nếu là ở bên ngoài, hắn đã sớm rời xa tòa long thành này, trầm tường đi tới một ngọn núi nhỏ bên. Cạnh, hắn ở phía xa cũng nhìn thấy một hang núi, hắn lại lấy ra cửu tiêu thần kiếm phát hiện cửu tiêu thần kiếm chỉ có ở chỉ về sơn động thời điểm mới biết run rẩy lẽ. Nào ở bên trong, trầm tường hết sức cẩn thận, thả ra một tia thần hồn đi vào tra xét tra xét. Có thể thần hồn vừa chạm được cửa sơn động cấm chế cũng tàn mất, có trận pháp kết giới. Trầm tường đi tới cửa sơn động, sử dụng đạo tâm nhãn vọng hướng bên trong. Nhưng ngoại trừ các loại thuộc tính thần linh khí tản mát ra năm màu quang hà, cũng không có thứ gì, cửu tiêu thần kiếm chỉ có chỉ vào hang núi này mới biết run rẩy. Vì lẽ đó chỉ có đi vào bên trong mới sẽ biết, xem. Già chỉ có thể tự mình đi vào mới có thể biết. Trầm tường triển khai thuấn di, thuận lợi xuyên qua cửa động kết giới. Tiến vào bên trong sau khi, hắn lại thả ra một tia thần hồn. Để thần hồn bay tới tận cùng của sơn động, rất nhanh sẽ nhìn thấy nơi đó có một cái ban mặt trên bầy da to bằng móng tay màu xanh giáp mảnh, vảy rồng mảnh vỡ. Trầm tường vui vẻ nói, sau đó đi tới. Thế nhưng hắn không nghĩ tới mới vừa tới đến bên cạnh bàn, nắm lên vảy rồng mảnh vỡ. Hắn liền nghe thấy, răng rắc một tiếng, như là phát động cái gì cơ quan, có phiền phức rồi. Trầm tường chân mày cau lại, lập tức thuấn di rời đi sơn động. Mà khi hắn chạy ra hang núi kia thời điểm, trầm tường không gặp lại ngọn núi nhỏ kia mà để hắn tê cả ra đầu chính là, ngọn núi nhỏ kia đã biến thành một tòa thật to cóc ghẻ, vừa. Nãy ta ở hàng này tận cùng bên trong. Trầm tường nghĩ đến, thân thể không khỏi run rẩy cái. Tên này lại đây rồi. Nguyệt Nhi vội vàng hô, trầm tường cũng đã nhìn thấy. Này màu xám đen to lớn cóc một cái nhảy lên, dĩ nhiên vượt qua ngàn trượng. Trực tiếp nhảy lại đây, dung mạo ngươi quá khó nhìn, ta không muốn cùng ngươi đánh trầm tường lấy ra cửu tiêu thần kiếm. Cái kia phi khiêu tới được to lớn cóc bổ ra mấy làn sóng kiếm khí, sau đó cũng ẩn nấp khí tức. Vội vã thuấn di rời xa nơi này, những này vảy rồng mảnh vỡ đến cùng là ai đặt. Khanh người chết, lần sau ta đến cẩn trọng một chút. Trầm tường nghĩ đến chính mình đã từng đã tiến vào một con buồn nôn to lớn cóc trong miệng. Trong lòng cũng rất không thoải mái, trầm tường chỉ là vừa đi vào không bao lâu phải đến một khối vảy rồng mảnh vỡ, hắn lại giơ cửu tiêu thần kiếm tại chỗ xoay quanh. Cảm giác được cửu tiêu thần kiếm run dày, hắn cũng lập tức dừng lại. Sau đó hướng phía đó thuấn di đi qua, là một cánh rừng, cây cối đều rất dày đặc, sẽ không có vừa nãy loại kia buồn nôn đồ vật. Trầm tường tiến vào trong rừng rậm, thỉnh thoảng biết lấy ra cửu tiêu thần kiếm đến xác nhận phát hiện, không bao lâu. Hắn liền đến đến một gốc cây cự dưới cây này viên đại thụ muốn so với chu vi cây cối đại hơn 10 lần. Cửu tiêu thần kiếm chỉ chính là này khỏa đại thụ, trầm tường vòng quanh đại thụ đi rồi một vòng. Không phát hiện dị thường gì, hắn lại dùng đạo tâm nhãn nhìn một chút. Nhưng cũng không nhìn ra cái gì, hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Ở vừa nãy tại sao không cách nào dùng đạo tâm nhãn nhìn thấy cái kia to lớn cóc để bảo đảm sẽ không chạy nữa đến quái đồ vật trong miệng hắn dùng cửu tiêu thần kiếm đâm cây đại thụ này mấy kiếm cũng không phản ứng gì. Đại thụ chảy ra thụ chấp mang theo nồng đậm sinh mệnh lực lượng dịch. Ca, một hạt ác linh huyết châu đổi lấy một khối vảy rồng mảnh vỡ. Đây chính là ngươi nói cẩn thận. Hiện tại ta cũng dẫn ngươi đi ta cảm ứng được vảy rồng mảnh vỡ, chỉ cần ta lấy ra. Ngươi cũng lập tức đem ác linh huyết châu cho ta, trầm. Tường đột nhiên nghe thấy có âm thanh truyền đến hắn vội vàng ẩn trốn đi đây là long ảnh dịch cùng một gã khác thánh tôn đến rồi nghe cái kia thánh tôn bọn họ hẳn là ở làm giao dịch long ảnh dịch dùng ác linh huyết châu đến trao đổi vảy rồng mảnh vỡ cái này cũng là vì bảo đảm hắn có thể đi vào thanh long mộ chỉ cần có thể tiến vào thanh long mộ kế hoạch của bọn họ cũng sẽ thành công trước đó hy sinh nhiều hơn nữa cũng đáng giá không sai ngươi nhanh lên một chút đi đem ngươi cảm ứng được vảy rồng mảnh vỡ lấy ra ta cho ngươi ác linh huyết châu. Long ảnh dịch nói ra, cũng chỉ có ngươi số may có thể gặp phải ta. Mới có thể đổi lấy ác linh huyết châu, ngươi nên rất rõ ràng bằng thực lực của ngươi. Ngươi rất khó thu được danh sách kia, còn không bằng dùng vẩy rồng mảnh vỡ cùng ta đổi. Chương 2299, Long Lâm. Dấu lớn trầm tường không nghĩ tới Long ảnh dịch lại biết dùng phương thức như thế đến thu được càng nhiều vảy rồng, tên kia thánh tôn bay đến này khỏa đại thụ mặt trên. Ở phía trên có một cái hốc cây, hắn cực kỳ to gan cũng chạy tiến vào nguyên. Lai ở trong hốc cây, trầm tường vừa định tới gần, nhưng cảm ứng được một luồng khí tức gợn sóng trong lòng hắn kinh hãi. Bởi vì này cùng vừa nãy hắn gặp phải cái kia to lớn cóc như thế, chỉ thấy tên kia thánh tôn đột. Nhiên phi chạy đến, ngay khi hắn chạy đến trong nháy mắt cây to này lại đã biến thành một cái to lớn hắc mãng hơi đổi một chút rồi trầm tường trong lòng kêu sợ hãi cảm thấy phi thường khó mà tin nổi vừa nãy hắn nhưng là này cây này trên đâm mấy kiếm hơn nữa hắn có thể phi thường khẳng định đó là một thân cây nhưng hiện tại nhưng chỉ chớp mắt biến thành to lớn hắc mãng hắc mãng quét qua đuôi đem bốn phía cây cối toàn bộ quét gãy trong miệng lại còn phun ra màu đen khí vụ vừa nhìn liền biết mang có kịch độc dịch ca cứu ta. Tên kia thánh tôn bị độc mãng cái kia thật dài xà hạnh quấn lấy, gắt gao khẩn lạc cùng nhau. Mà trong miệng hắn dịch ca đã sớm chạy trốn không biết kết cuộc ra sao. Đại thụ khí tức biến đổi thời điểm, long ảnh dịch hay dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi. Vừa nhìn liền biết hắn là có chuẩn bị, trầm tường vội vã thuấn di đi qua. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh mắt thấy hắc mãng liền muốn đem đầu lưỡi thu về đi trong nháy mắt. Trầm tường trở lại cửu tiêu thần kiếm, đem xà hạnh chém đứt, sau đó nắm lấy cái kia thánh tôn. Liên tục thuấn di né tránh, hiện tại trầm tường mục đích chủ yếu là tìm kiếm vảy rồng mảnh vỡ. Vì lẽ đó hắn cũng lười cùng những kia cự thú dây dưa, tên kia thánh tôn bị dọa sợ. Hơn nữa, sắc mặt biến thành màu đen, hắn đương nhiên biết là trầm tường đem hắn cứu ra hắn nhìn chung quanh nơi này là một mảnh bình nguyên hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm sau đó ngã xuống mặt đất cảm tạ ngươi nhân loại này thánh tôn tuy nhưng đã bị độc đến không nhẹ nhưng cũng không quên cảm kích trầm tường ăn trầm tường lấy ra một hạt giải độc thần đan cái kia hắc mãng độc mặc dù là kịch độc nhưng cũng không hắc long hoa độc đáng sợ như vậy thêm vào này thánh tôn là một con rồng chỉ cần có giải độc đan trợ giúp hơn nữa hắn sức mạnh của chính mình cũng có thể đem độc bức ra đến, không cần tam liên thần đan cũng có thể mở ra, rất nhanh. Này thánh tôn sắc mặt cũng trở nên hồng hào lên, thực sự là vô cùng cảm kích. Cái kia long ảnh dịch quá đáng ghét, thực sự là nhìn lầm hắn. Này thánh tôn sở dĩ đáp ứng cùng long ảnh dịch trao đổi vài rồng mảnh vỡ. Cũng là bởi vì trước long ảnh dịch có không sai danh tiếng. Nhưng hiện tại long ảnh dịch thật hình tượng ở trong lòng hắn tan dã rồi, dễ như ăn cháo mà thôi ta trầm tường mặc dù là nhân loại nhưng ta thú loại bằng hữu cũng không có thiếu nhận thức long cũng có một chút ở ngoại môn thế giới ta thì có một con rồng là thê tử trầm tường cười nói ta là long lâm nếu là trầm huynh không chê ta cũng muốn làm bằng hữu của ngươi long lâm nhếch miệng cười nói hắn là một cái xem ra rất hàm hậu tiểu tử đương nhiên không chê trầm tường cười nói sau đó chúng ta chính là bằng hữu long lâm đã nhận định trầm tường là ân nhân cứu mạng mặc dù là nhân loại nhưng cũng hữu hảo như vậy trước hắn xác thực không ngờ rằng trong lòng hắn âm thầm cảm kích đại trưởng lão nếu không là đại trưởng lão để trầm tường đi vào hắn nói không chắc sớm đã bị con rắn kia ăn đi long ảnh dịch thật sự không là đồ vật trong ngày thường ngụy trang đến mức tốt như vậy ở thời khắc nguy cấp thì ra là như vậy đạo đức xem ra chúng ta trước đều bị hắn lừa bịp Long Lâm phẫn nộ nói ra, chờ đi ra ngoài ta nhất định thật nói cho cái khác Long, Long. Lâm, ngươi hẳn phải biết bội cần sự tình đi. Bội cần nói nàng nương lúc trước chính là bị Long ảnh dịch phụ tử bức tử. Hơn nữa, Long ảnh dịch còn kém điểm xâm phạm bội cần. Trầm tường nói ra, nếu là lấy trước ngươi nói cho ta, ta khẳng định không tin, hơn nữa còn sẽ cùng ngươi đánh tới đến. Nhưng hiện tại ta tin, chẳng trách Long bội cần như vậy căm hận hai cha con họ cũng là bởi vì hai cha con họ cho tới nay ra vẻ đạo mạo. Dẫn dắt chúng ta xa lánh long bội cần. Long lâm nói ra, chờ đi ra ngoài ta đến hướng về nàng xin lỗi mới được trầm. Tường cũng không nghĩ tới, long bội cần bị cái khác long bài xích. Nguyên lai like cũng cùng long ảnh dịch bọn họ có quan hệ, long. Lâm, ngươi bắt được cái kia vảy rồng mảnh vỡ sao? Trầm tường hỏi, bắt. Được ta một cầm lấy đến, cũng cảm giác được rất dày đặc dị thú sát khí sau đó đại thụ cũng đã biến thành cự mãng. Long lâm hồi tưởng lại, lòng vẫn còn sợ hãi, ta. Đã sớm đi tới cây kia bên cạnh, ta còn đối với cây kia đâm mấy kiếm. Nhưng lại không có phản ứng gì. Trầm tường cau mày nói. Ta trước cũng đã tiến vào một ngọn núi nhỏ, ta ở bên trong bắt được vài rồng mảnh vỡ. Ngọn núi nhỏ kia cũng biến thành một con rất to lớn cóc khả. Năng này là na di loại hình trận pháp đem dị thú na di lại đây cái kia cự mãng cũng không phải đại thụ biến cóc cũng không phải sơn biến lòng lâm cũng vi hơi kinh ngạc trầm huynh không nghĩ tới ngươi lại cũng có thể cảm ứng được vảy rồng mảnh vỡ hơn nữa còn nhanh hơn ta nhiều lắm nếu là ngươi hành động nhanh một chút nói không chắc cũng đã chiếm được hai khối long lâm ta là nghe thấy ngươi âm thanh mới trốn đi ta biết ngươi muốn dùng vảy rồng mảnh vỡ cùng long ảnh dịch trao đổi ác linh huyết châu Trầm tường nói ra, trầm huynh, ngươi rất cần vảy rồng mảnh vỡ sao? Ta đưa ngươi đi. Lòng lâm lập tức đem cái kia rồng màu xanh lân mảnh vỡ lấy ra, đưa cho trầm tường, lẽ? Nào các ngươi cũng không lo lắng, ta cái này con người tiến vào thanh long mộ sằng bậy. Trầm tường cười nói, hắn cũng không có nhận lại đây, có cái gì tốt lo lắng. Đại trưởng lão không phải đã nói rồi sao? Nếu là ngươi thật có thể tiến vào thanh long mộ, vậy cũng là thanh long lão tổ ý tứ chúng ta long tộc có không ít ưu tú long đều thu được tư cách nhưng cuối cùng không cũng không có đi vào sao long lâm cười nói trầm tường tiếp nhận vẩy rồng mảnh vỡ hắn quả thật rất muốn tiến vào thanh long mộ bên trong nhìn có hay không chính mình tìm kiếm đồ vật ta sẽ không bạch muốn ngươi cái này cho ngươi xem như là cùng ngươi trao đổi trầm tường đưa tới một hạt thượng phẩm cốt cách thần đan vật này hắn luyện chế không ít căn bản không thiếu, nhưng đối với Long Lâm đến thu nhưng cực kỳ quý giá, đây là Cốt cách thần đan sao? Nhìn dáng dấp vẫn là thượng phẩm nha. Long Lâm kinh ngạc đến kêu to lên, Trầm huynh, này quá quý trọng, ta không được. Mạng của ta là ngươi cứu, ngươi cho ngươi vẩy rồng mảnh vỡ cũng có thể, Trầm. Tường trực tiếp nhét vào hắn trong quần áo, cười nói. Này đối với ta mà nói không phải quá quý trọng, coi như là cái nhỏ lễ vật cho ngươi. Người đừng quên ta là từ bên ngoài đến nhân loại, trên người ta mang có một ít cảm. Tạ ngươi, thẩm đại ca, Long lâm nhếch miệng cười nói. Sau đó đem thượng phẩm cốt cách thần đan cẩn thận cất kỹ, đại. ca thánh tôn bên trong có mấy cái ta tốt hơn anh em. Ta xem một chút có thể hay không cùng bọn họ liên lạc với. Ta để bọn họ đem vảy rồng mảnh vỡ cho ngươi. Long lâm nói ra tốt, nhất nhanh lên một chút, nói không chắc Long ảnh dịch đã tìm tới bọn họ. Trầm tường nói ra như vậy không phí sức cũng có thể được vẩy rồng mảnh vỡ cũng không sai chỉ là dùng thượng phẩm cốt cách thần đan cũng có thể đổi đến long lâm trên đầu đột nhiên bốc lên hai cái sừng rồng chỉ thấy hắn sừng rồng rung động một lát sau hắn nói ra cũng còn tốt bọn họ đều không có bị long ảnh dịch tìm tới ta đã đem long ảnh dịch thấy chết mà không cứu sự tình nói cho bọn họ biết bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến cùng ta hội hợp Chương 2300 Không gian quỷ phong. Dấu lớn không bao lâu, Trầm Tường cũng cảm ứng được vài cỗ khí tức đang đến gần. Long Lâm lúc này tỏ rõ vẻ vui mừng, nói ra, đại ca, các huynh đệ của ta đến rồi, Trầm. Tường không nghĩ tới này Hàm Hậu Thành thật Long Lâm có tốt như vậy nhân duyên. Hắn những huynh đệ kia một gọi liền đến, hơn nữa nhìn lên cũng rất tin tưởng hắn, không bao lâu vài đạo thân ảnh cao lớn lại đột nhiên thiểm đến đây là ba tên đại hán thân hình khôi ngô so với trầm tường muốn cao hơn một cái đầu chỉ là bề ngoài cũng phi thường đáng sợ lâm ca ngươi lan truyền đến tin tức nhưng là thật sự lòng ảnh dịch thật sự mặc kệ ngươi chết sống trực tiếp chạy một gã đại hán đi tới sau khi dùng cái kia như lôi giống như thô cuồng tiếng nói hỏi nhìn ra được hắn lúc này phi thường phẫn nộ ta lúc nào đã lừa gạt các ngươi chính xác trăm phần trăm, nếu không là vị này trầm đại ca đúng lúc xuất thủ cứu giúp. Ta sớm đã bị dị thú nuốt ăn, lòng ảnh dịch thật là một khốn nạn. Thực lực của chính mình cái kia diện mạnh, hắn hoàn toàn có thể cứu ta. Nhưng hắn nhưng lo lắng cho mình bị dị thú nhìn chằm chằm, chính mình trực tiếp chạy. Long Lâm phẫn nộ nói ra, còn có cái tên này đối với Long bội cẩn làm sự, Long. Lâm sau đó đem long ảnh dịch muốn xâm phạm long bội cẩn sự nói cho hắn những huynh đệ này, đa. Tạ trầm đại ca cứu huynh đệ ta, vô cùng cảm kích. Long lâm mấy cái huynh đệ dồn dập hướng về trầm tường nói cảm ơn, như tầm nghiêu, mã tầm mã. Long lâm loại tính cách này, vì lẽ đó hắn cũng có như vậy huynh đệ bằng hữu. Long lâm hỏi. Mấy người các ngươi đều chiếm được vảy rồng mảnh vỡ không có. Các ngươi có hay không gặp phải giống như ta nguy hiểm, này. Ba tên đại hán đều lắc lắc đầu, sau đó bọn họ phân biệt đem trải nghiệm của chính mình nói ra. Có chính là gặp phải trận pháp, phá tan trận pháp cũng chiếm lấy vảy rồng mảnh vỡ. Có chính là gặp phải dị thần thú. Đem dị thần thú chém giết cũng có thể thu được, đều không có như trầm tường cùng long lâm gặp. Phải như vậy, bị dị thần thú mai phục xem ra là vận khí của chúng ta không hay lắm. Trầm tường cười khổ nói, đúng rồi, long ảnh dịch trước liên lạc qua chúng ta hắn nói đồng ý dùng một hạt ác linh huyết châu cùng chúng ta trao đổi vảy rồng mảnh vỡ. Chúng ta vốn là phải đáp ứng hắn, nhưng nghe thấy ngươi tao ngộ, chúng ta đều từ chối. Một gã đại hán nói ra, được, hắn tên như vậy, coi như ở trận này sát hạch bên trong thắng được. Cũng không chiếm được thanh long tán thành. Hắn cuối cùng là không cách nào tiến vào thanh long mộ. Long lâm nói ra, ta vẩy rồng mảnh vỡ đã cho trầm đại ca, các ngươi cũng cho hắn đi hắn là ân nhân cứu mạng của ta, trầm tường ngẩn người, này Long Lâm nói tới cũng quá trực tiếp. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, hắn này ba cái anh em ngược lại cũng rất nghe hắn. Đều đang lấy ra vảy rồng mảnh vỡ, có thể đây là bọn hắn giữa huynh đệ tín nhiệm cùng tình ý. Long Lâm mệnh là trầm tường kiếm về, nếu không là trầm tường. Bọn họ bây giờ nói bất định cũng không cách nào gặp lại được Long Lâm, trầm tường tiếp nhận vậy rồng mảnh vỡ sau khi, lấy ra ba hạt thượng phẩm cốt cách thần đan đưa tới, cười nói. Ta không đòi không các ngươi vẩy rồng mảnh vỡ, đây là ta một điểm tâm ý. Các ngươi có thể đều muốn thu lại, cầm. Lòng lâm cười hì hì, trầm tường hào phóng cũng làm cho hắn kinh ngạc. Lúc này hắn cũng rõ ràng trầm tường không thiếu những này cốt cách thần đan, cốt cách thần đan. Ở Long Lâm trong lòng bọn họ có thể muốn so với cái kia ác linh huyết châu quý giá nhiều lắm hơn nữa còn là phẩm chất rất tốt thượng phẩm cốt cách thần đan, trầm. Đại ca, như vậy đi, chúng ta hiện tại phân công nhau hành động. Chúng ta đi tìm kiếm càng nhiều vảy rồng mảnh vỡ, sau khi tìm được lại ước một chỗ hội hợp. Đến thời điểm chúng ta đem vảy rồng mảnh vỡ cho ngươi, ngươi lại nhỏ máu nhận chủ. Vậy thì là ngươi, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể thắng qua long ảnh dịch. Long lâm nói ra, hắn ba cái huynh đệ cũng không có một cái, được trầm tường nói ra tính chính xác thời gian chúng ta ở sát hạch sắp kết thúc mặt sau một canh giờ bên trong liền ở ngay đây chạm mặt không thành vấn đề long lâm bọn họ gật gật đầu long lâm bọn họ chạy về phía bốn cái phương hướng trầm tường cũng hướng một phương hướng thuấn di đi qua cái này thanh long bí cảnh vẫn là rất lớn chỉ cần chạy xa một chút thì sẽ không gặp gỡ trầm tường đến thời điểm cũng sẽ không bạch muốn bọn họ vảy rồng mảnh vỡ hắn biết dùng thượng phẩm cốt cách thần đan đi trao đổi. Hắn hiện tại cũng không thiếu thượng phẩm cốt cách thần đan, thuấn di sau gần nửa canh giờ. Trầm tường lấy ra cửu tiêu thần kiếm, lần thứ hai tìm kiếm vảy rồng mảnh vỡ vị trí ta. Cảm thấy cái kia to lớn cốc cùng hắc mãng đều là bởi vì ngươi mới đột nhiên xuất hiện. Trước ngươi so với long lâm tới trước cây kia. Vì lẽ đó cây kia bên trong trận pháp đã trước tiên cảm ứng được ngươi mới phải xuất hiện cùng thực lực ngươi tương xứng hợp thử thách. Nguyệt Nhi nói ra, bởi vì các ngươi lúc tiến vào. Cái kia đại trưởng lão cũng chưa từng nói qua trong này có loại này nguy hiểm tình hình, trầm. Tường cao mày nói, lẽ nào to lớn cóc cùng đại hắc mãng đều là ta mới xuất hiện. Rất có đạo lý, cái kia đại hắc mãng chúng ta một người quả thật có thể ứng phó đạt được. Chỉ có điều biết phiền phức nếu là long lâm, chỉ sợ cũng khó mà ứng phó được, cũng không biết trong này đến cùng có bao nhiêu vảy rồng mảnh vỡ hẳn là có không ít đến cùng là ai đặt đây thanh long cái tên này lẽ nào không chết trầm tường rất là nghi hoặc cái này thanh long bí cảnh bên trong các loại sát hạch cũng phải vô cùng đại tiêu hao mới có thể duy trì hắn không cho là là long tộc có thể làm được không biết nói chung loại này thiên đạo thần thú lực lượng rất đáng sợ mặc dù chết đi rất lâu sức mạnh của bọn họ cũng vẫn như cũ bảo lưu thời gian rất dài. Nguyệt Nhi nói ra, chờ tiến vào thanh long mộ liền biết rồi, trầm. Tường cửu tiêu thần kiếm đã tìm ra phương hướng, hắn vội vã thuấn di đi qua. Không bao lâu hắn liền đến đến một mảnh trong sa mạc. Hắn lại thuấn di mấy lần, nhìn thấy một tảng đá lớn, thông qua cửu tiêu thần kiếm cảm ứng. Hắn lúc này khoảng cách phía trước vảy rồng mảnh vỡ không xa, để ta đoán xem, khối này đá tảng có thể biến thành cái gì cự thú. Trầm tường vòng quanh khối này đá tảng xoay quanh, giơ cửu tiêu thần kiếm. Có thể xác định bên trong có một khối vảy rồng mảnh vỡ, nguyệt. Nhi, người cảm thấy này sẽ là ra sao dị thần thú? Trầm tường hỏi, đoán không ra đến nha. Người muốn chiếm được vảy rồng mảnh vỡ, đầu tiên đến đem khối này đá tảng vỡ vụn. Đá tảng vỡ nát, dị thần thú hẳn là cũng sẽ không xuất hiện đi. Nguyệt Nhi nói ra, nói không chắc ngươi lần này không gặp được loại kia dị thần thú cơ. Chứ, khó nói nha, căn cứ trước hai lần tình huống đến xem, ta nhất định sẽ gặp phải. Cây đại thụ kia đều bị ta đâm mấy kiếm, cuối cùng còn không là bính ra một con rắn to đến. Trầm tường vung lên cửu tiêu thần kiếm. Đem đá tảng chém thành rất nhiều to bằng nắm tay mảnh vỡ, đá tảng bị đánh nát tan trong nháy. Mắt trầm tường lập tức cũng khóa chặt bên trong vảy rồng mảnh vỡ sau đó triển khai cách không lấy vật đem lấy tới xem ra lần này gặp may mắn trầm tường cười nhạt nhưng hắn lại lập tức không cười nổi cự thạch kia mảnh vỡ đột nhiên lóe lên biến thành từng con từng con khổng lồ màu máu ong lớn món đồ quỷ quái gì vậy trầm tường lập tức thuấn di rời xa những này màu máu ong lớn ngay khi hắn cho rằng rời xa ong lớn thời điểm nhưng đột nhiên nhìn thấy ong lớn ngay khi bên cạnh hắn chuyện gì xảy ra trầm tường lại lập tức thuấn di, nhưng ở thuấn di thời điểm. Hắn cảm giác được cánh tay đột nhiên ma thống không ngớt. Điều này làm cho trong lòng hắn hoảng hốt, thân thể của hắn có thể là phi thường cường tráng. Hơn nữa hắn trả tu luyện thiên thân thể thần công, chỉ cần thân thể cảm ứng được có uy hiếp. Đều sẽ tự mình phòng ngự, nhưng hiện tại hắn nhưng có thể rõ ràng cảm giác được. Chính mình cánh tay trái bị món đồ gì đâm thủng.